Con thuyền gỗ lao đi, nhưng đầu ba tuần phía sau tốc độ còn nhanh hơn, rút ngắn khoảng cách cứ nhìn dặm một. Mấy người tu la quay lại nhìn đều hết hồn bạc vía. 10, 9, 8, 7 Trong thức hải chung nhạc, Tân Hỏa vẫn dung dung tự tại đếm số. Tân Hỏa ngươi đang làm gì đấy? Lúc này rồi còn có tâm trạng mà đếm số. Chung nhạc bực bội, cố gắng điều khiển thuyền bay nhanh, thấy ngọn lửa nhỏ đã đếm từ 10 tới một rồi dừng lại. Rồi ngọn lửa nhỏ này cũng như lửa cháy lông mày mà nhảy lên là vậy, tại sao còn không biến lại thành đá? Hắn bị thương thế cực nặng, theo lý thì không thể kiên trì được lâu như vậy. Lần này nguy rồi. Tân hỏa, ý ngươi là đầu của ba tuần sẽ biến trở lại thành ngọn núi, vì thế ngươi mới bình tĩnh mà đếm số như vậy. Trung nhạc hiểu ra. Tân hỏa gật đầu. Nếu hắn còn không biến thành đá thì sẽ hoàn toàn tử vong, vỡ vụn rồi. Vừa rồi ta đếm 10 số, tưởng hắn sẽ trở lại thành đá. Không ngờ hắn vẫn còn sống. Thật không nể mặt ta. Ngươi đợi chút, ta đếm tiếp, 10, 9. Trung nhạc lắc đầu, ngọn lửa nhỏ này thường xuyên đầu óc không tỉnh táo, có lẽ đã không tính tới việc đầu ba tuần nuốt chính vị ma thần và thiên thánh ma thai. Năng lượng của chúng đủ để đầu ba tuần kiên trì được nhiều thời gian hơn. Con thuyền gỗ vẫn lao đi, đầu ba tuần càng ngày càng gần, mọi người trên thuyền đầu tú mồ hôi lạnh. Cái đầu khổng lồ kia chỉ còn cách họ chưa tới 10 dặm. Vù vù. Cái đầu lâu há mồm, không gian đổ vào mồm hắn. Con thuyền gỗ đang bay về phía trước đột nhiên ngừng lại, rồi rơi về phía cái mồm kia một cách không khống chế được. Cho dù mấy người chung nhạc có điều khiển thế nào cũng không chống đỡ nổi. Cùng bị hút vào với con thuyền là những ngọn núi lớn. Con thuyền gỗ lập tức bị kéo vào trong mồm cái đầu ba tuần, những cái răng ngọn hoắt cắm xuống. Cứu mạng! Sắc mặt của mọi người trên thuyền đền tái nhật. Tân hỏa cũng rất sợ hãi, vừa đếm tới năm thì đột nhiên nghe huỳnh một tiếng. Những chiếc răng nhọn hoắt đè xuống đầu mọi người, tu la và chung nhạc khác cao đã bị răng chọc rách da đầu lực hút đột nhiên biến mất mấy ngọn núi lớn lao tới đập lên đầu ba tuần bùng bùng nổ tung bắn ra những tảng đá lớn mọi người sắc mặt tái nhật đợi cái chết nhưng những cái răng sắc nhọn kia cuối cùng không rơi xuống ta cảm cảm thấy có thể hắn hắn biến lại thành đá rồi tu la răng va vào nhau run rẩy miễn cưỡng nói được một câu trong bụng vô cùng xấu hổ đường đường là lão tổ tu la thánh tộc lại sợ đến mức không nói nổi một câu cho lưu loát Trung nhạc rút đầu ra khỏi cái răng nhọn, mặt đầy máu ra khỏi thuyền, bay ra ngoài quay lại nhìn. Thấy khói bụi mù mịt, sóng như do núi đâm vào đầu ba tuần đã tan hết. Đầu ba tuần rơi xuống đất, lại trở thành một ngọn núi đá. Ta còn chưa đếm tới một. Giọng tân hỏa cũng có phần run rẩy. Ba tuần. Chung nhạc nhìn ngọn núi đá, thử gọi. Nhạc tiểu tử, ngươi muốn chết à? Tân hỏa nhảy cân cân, hắn cũng bị dọa chết khiếp rồi. Ngọn núi hình đầu lâu kia không động đậy gì, Trung Nhạc thở vào, gọi liền mấy tiếng Ba Tuần, ngọn núi cũng không động đậy. Trung Nhạc hoàn toàn yên tâm, nghĩ bụng, Ba Tuần có lẽ đúng là vết thương phát tác, chết thật rồi. Mọi người trên thuyền vẫn chưa hết kinh hãi, tu la cất thuyền gỗ đi, mọi người bay ra khỏi mồm Ba Tuần, quay lại nhìn ngọn núi đá khổng lồ mà vẫn thấy sợ hãi. Hắc Tuyền Quang không còn nữa, chết mấy chục vạn luyện khí sĩ, còn có mấy trăm vị cường giả đang nguyên cảnh, mấy chục vị trưởng lão pháp thiên cảnh, 13 vị cự phách. Tu Hoành Túc ngẩn ngơ nói, Tại sao ma tộc ta lại gặp đại kiếp như thế này? Trận đại kiếp này có thể sánh với trận ác chiến chủng tộc trong lịch sử, thậm chí còn chỉ có hơn chứ không kém. Số người chết thật sự quá nhiều, ngay cả phi tử quý nữ của Ma Thánh cũng chết sạch sẽ, chỉ còn lại Ma hậu nương nương là thoát. Quý nữ dưới trướng Trung Nhạc cũng chết hơn chục người, ca ca của Thiên Ma phi có lẽ cũng chôn thay trong tam trùng tế rồi, còn có các cường giả nổi danh trong lứa trẻ khác nữa. Ma tộc thập kiệt, ngoài Ma Thánh, Tu Hoành Túc và Trung Nhạc, những người khác đều chết thảm cả giờ ngoài ma thánh ma hậu thì cũng chỉ còn họ là còn sống nhưng sa kỳ sơn có còn sống không thì không ai biết sa kỳ sơn là cự phách nhưng tam trùng tế lớn như vậy khả năng sống của hắn cũng rất nhỏ đây có thể nói là đã kích cực lớn đối với ma tộc ma tộc thập kiệt đều là người có thể tu thành cự phách ma phi cũng có thể trở thành cự phách nhưng giờ chẳng còn mấy người chúng ta sống sót rồi các tường phi thở vào một hơi ngồi xuống một cách rất thuộc nữ cười chúng ta sống sót rồi rắc rắc. Ngọn núi đá hình đầu lâu ma nàng ta dựa bỗng nhiên phát ra tiếng kêu lạ. Các tường phi sợ đến dựng tóc gáy, thét lên một tiếng chạy đi. Thiên ma phi, tu la và chung nhạc mấy người cũng lùi về sau cách xa ngọn núi, sắc mặt tái trắng. Trong ngọn núi vọng ra tiếng răng rắc, vô số vết rạn xuất hiện trên bề mặt ngọn núi, hơn nữa càng ngày càng lan rộng, khiến mấy người họ kinh hãi. Đột nhiên rào một tiếng, ngọn núi vỡ tan tành, đá vụn chất đóng phạm vi hơn 200 dặm trong đống đá vụn đột nhiên có một đứa trẻ trắng nõn đứng dậy ngây ngô nhìn họ. Đứa trẻ này dung mạo thanh tú, chỉ cao một trường, giống như được tạc từ ngọc, đôi mắt to tròn đen lấy đảo qua đảo lại. Mọi người sững sờ, chung nhạc phản ứng nhanh nhạy, kêu lên thất thanh. Thiên thánh ma thai. Trong đầu hắn hiện ra một suy nghĩ, đó chính là thiên thánh ma thai trong tam trùng tế bị đầu ba tuần nuốt gọn, có lẽ không bị tiêu hóa mà được giấu trong đầu ba tuần, hoàn thành đại kế chuyển thế, truyền hết năng lượng và ý thức còn lại của tàng linh vào thiên thánh ma thai để được trùng sinh. đứa trẻ nhìn hắn trong ánh mắt lộ sự sợ hãi, thét lên một tiếng rồi bỏ chạy. mọi người cùng lao theo, nhưng nào đuổi kịp nó. đứa trẻ này biến thành một đạo quang ảnh, phút một cái biến mất, tốc độ nhanh đến dọa người. tại sao nó nhìn thấy ta lại sợ hãi? trung nhạc không đuổi theo, nghĩ lẽ nào nó không phải ba tuần? tân hỏa đoán tàng linh của ba tuần không dễ gì hồi phục vì thương thế của hắn quá nặng. Tỉnh lại chắc chắn sẽ chết. Ý thức còn lại có hắn chui vào thiên thánh ma thai, rốt cuộc là ba tuần hồi sinh hay là sinh mệnh mới ra đời. Đứa trẻ mà thiên thánh ma thai biến thành này không phải tờ giấy trắng mà một phần ý thức của Tàng Linh ba tuần, có lẽ còn nhớ khí tức của Chung Nhạc, cũng nhớ được lúc ba tuần bị người kế thừa Tân Hỏa giết. Vì thế mới nghĩ Chung Nhạc là người kế thừa đã giết ba tuần và bỏ chạy. Thiên thánh ma thai không phải ba tuần. Chung Nhạc khựng lại, đột nhiên cười ha hả, cười một cách vui sướng. Tam trùng tế của ma thánh bị ngứng quản, không thể vượt qua kiếp trước, mà ba tuần đã tử vong hoàn toàn, đây chính là việc cực tốt. Còn đứa trẻ kia thì không liên quan tới hắn. Trận đại kiếp này cuối cùng cũng qua đi, nhưng dư âm còn chưa tan hết. Tam trùng tế của ma thánh tế hết mấu chục vạn luyện khí sĩ ma tộc của Hắc Tuyền Quang. Thậm chí huyết tế cả tám vị cự phách của bác thánh tộc, giết long tộc ngũ lão, gây nên chấn động lớn. Việc này rất nhanh đã lan truyền, trên dưới bắc bộ thánh tộc đều biết, ma thánh không còn chỗ đứng ở ma tộc bác hoang nữa. Bác thánh tộc vốn đã có oán trách ma thánh, trước kia không dám ra tay chủ yếu à vì hắn là thánh chung của bác thánh tộc, nhưng giờ ma thánh đi ngược lại với quy định, danh tiếng bị hủy hoại, có thể nói là đối tượng bị người người muốn tiêu diệt. Bác thánh tộc hạ cách sát lệnh, treo thưởng thủ cấp ma thánh. Căn cơ của ma thánh ở ma tộc bác hoang đã hoàn toàn sập đổ. Từ nay về sau nếu hắn không rời khỏi bác hoang thì sẽ chỉ bị truy sát không ngừng nghỉ mà thôi. Hơn nữa cho dù hắn rời khỏi bác hoang, ở nơi khác có lẽ cũng không có chỗ cho hắn. Dù sao thần ma đối lập chính là xu hướng, tới lãnh địa của thần tộc yêu tộc hoặc long tộc cũng sẽ bị truy sát. Ma thánh đã phế rồi. Trong bát hoang có cự phách quyết đoán nói. Còn thiên thánh ma thai đã thoát kia, vô số cao thủ của bác bộ thành tộc cũng đang tìm kiếm tung tích. Chỉ là, sau khi đứa trẻ đó biến mất thì không còn thấy xuất hiện nữa, không một ai biết rốt cuộc nó đã đi đâu. Tại nơi của hắc tuyền quang, ma hỏa thần hỏa lúc này đã bao vây, có cự phách cầm ma thần binh tới đó thu hoạch được không ít chung nhạc thì được bác bộ thánh tộc coi như khách quý thi nhau mời mọc ba ngày một bữa tiệc nhỏ năm ngày một bữa tiệc lớn bác bộ thánh tộc đều biết hắn là cường giả nổi trội trong thập kiệt hơn nữa chưa từng thua trong trận chiến với ma thánh biết hắn tiền đồ rộng mở nên càng nhiệt tình lôi kéo lúc này ma thánh tung tin ma la không phải ma tộc mà là thần tộc tu luyện một loại công pháp thần ma nhất thể là nội gian của thần tộc gài vào ma tộc còn chỗ dựa của ma la là ba tuần thật ra hề tồn tại ba tuần là tên của tạo vật chủ ma la công tử gọi ba tuần thật ra là gọi tạo vật chủ để tạo vật chủ tỉnh lại tin tức này gây nên chấn động không nhỏ ai cũng biết ma la công tử có một chỗ dựa vững chắc vì ba tuần thần bí khó lường đó thậm chí lần này ma thánh thảm bại chính là vì ba tuần gọi tỉnh tạo vật chủ nhưng tin này vừa truyền đi thì lập tức nhiều người nhận ra sơ hở chung nhạc cũng lập tức cảm thấy ma tộc xung quanh mình dường như không còn thiện ý nữa có không ít cường giả ẩn nấp xung quanh, sát cơ tìm phục. So với ma thánh hắn cũng là một sự uy hiếp lớn, cũng không kém ma thánh là bao. Thậm chí nếu hắn không phải ma tộc mà là thần tộc thì có lẽ cường giả ma tộc còn muốn giết hắn hơn giết ma thánh. Không cùng chủng tộc, lòng giả chắc chắn sẽ khác. Nhưng tin này bắt bộ thánh tộc còn chưa kịp tiêu hóa thì lại có tin khác tới. Ma thánh chính thức khiêu chiến ma la công tử, 10 ngày sau quyết sinh tử ở Hoang Thành. Ma thánh vạch trần thân phận giả của ta là việc bình thường, nhưng ba tuần có phải tạo vật chủ không có lẽ cũng chỉ là hắn suy đoán. Hắn cũng không biết tên của tạo vật chủ, nhưng tin này tung ra thì phá vỡ chỗ dựa của ta. Trong ma đô thành, bên cạnh chung nhạc là các mỹ nữ, sắc mặt hắn sáng tối bất định, nghĩ bụng. Nếu ta không ứng chiến chỉ e bác thánh tộc sẽ không nhẫn nại được, hạ thủ để kiểm chứng ta có phải ma tộc không? Ma thánh ép ta quyết chiến là để trả thù ta đã phá tam trùng tế của hắn. Trung nhạc sắc mặt ngưng trọng, suy nghĩ một lúc, nói. Thiên ma phi, các ngươi cho người tung tin nói ta nhận lời thiêu chiến của ma thánh. mười ngày sau quyết sinh tử tại hoang thành. mấy người thiên ma phi hơi chấn kinh, thiên ma phi mắt sáng lên, hỏi dò, có phải ngươi có lòng tin chiến thắng ma thánh không? trung nhạc lắc đầu, không. ma thánh vẫn mạnh hơn ta, nhưng trận chiến này vẫn phải diễn ra. nếu ta không ứng chiến thì hôm nay sẽ chết ở ma đô. thánh nữ phi đột nhiên nói, ngươi thua ma thánh chắc chắn là chết, ngươi thắng ma thánh cũng sẽ chết chắc cả hai đều là đường chết việc gì phải chiến nữa nàng ta nói một câu trúng bản chất trung nhạc thua trong tay ma thánh thì chắc chứng sẽ bị giết cho dù hắn có giết được ma thánh thì cũng chỉ có đường chết quyết chiến với ma thánh trung nhạc không thể giấu được tuyệt chiêu chắc chắn phải dốc hết bản lĩnh lúc đó thì thân phận sẽ bại lộ thân phận bại lộ đương nhiên bác bộ thánh tộc sẽ không dung nạp được hắn chắc chắn sẽ giết hắn trung nhạc nhìn nàng ta thầm khen ngợi trí thông minh của nữ tử này mỉm cười các ngươi yên tâm, ta sẽ không chết, các ngươi đi đi. Mấy người họ gọi tộc nhân họ tới, dặn dò rồi bản thân vẫn theo bên cạnh chung nhạc, với họ, đây có lẽ là 10 ngày cuối cùng của chung nhạc rồi. Tân Hỏa đột nhiên nói. Nhạc tiểu tử, ta truyền cho ngươi mấy môn công pháp, đảm bảo sẽ lợi hại hơn thiên thánh thần chiếu kinh. Chung nhạc lắc đầu. Giờ ta lĩnh ngộ thần ma thái cực đồ, công pháp chưa hoàn thiện, học công pháp khác thì cũng chỉ là theo hoa lên gấm, không những chẳng giúp gì hơn mà có khi còn cản trở việc ta hoàn thiện thần ma thái cực đồ. Tân hỏa trầm mặt, Trung Nhạc nói không phải không có lý. Thần ma thái cực đồ là công pháp Trung Nhạc sáng tạo ra để điều hòa thần ma chi khí và âm dương nhị khí. Thứ hạng đã rất cao, Tân hỏa truyền thụ thêm công pháp cho hắn cũng chỉ là tăng thêm được nền tảng. Hơn nữa muốn trong 10 ngày ngắn ngủi tu luyện công pháp mới tới cảnh giới cao, thậm chí có thể chống đỡ được cường giả như ma thánh thì không thể, mà còn làm nhỡ nhàng thời gian, phân tán tinh lực của Trung Nhạc thiên ma phi tế thuyền hoa ra các nàng cùng chung nhạc lên thuyền rời khỏi ma đô tới hoang thành trên thuyền thiên ma phi chăm chăm nhìn chung nhạc một lúc đột nhiên thở dài công tử giờ ta có chút không nở xa ngươi rồi chung nhạc cười ha ha hai ta còn có cơ hội gặp lại không cần phải vậy các tường phi đột nhiên nói công tử còn chưa được thưởng thức hết thập lục thiên ma vũ thiếp thân nguyện múa cho công tử xem tuyệt chung nhạc vỗ tay cười các tường phi và hơn 10 vị quý nữ cùng múa. Thiên ma phi và thánh nữ phi cũng đích thân tấu nhạc, trên thuyền oanh ca yến vũ, vô cùng vui vẻ, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười của thiếu nữ. Còn bên ngoài, trên không trung xuất hiện các đám ma vân, đông đảo cường giả ma tộc đứng trên đó canh chừng con thuyền đề phòng chung nhạc chạy thoát. Con thuyền từ tốn di chuyển, thưởng thức xong thập lục thiên ma vũ, chung nhạc tĩnh tâm tu luyện, hoàn thiện thần ma thái cực đồ, còn mấy người thiên ma phi lui ra ngoài khoang thuyền để không làm phiền hắn tu luyện. Hai ba ngày sau, đã đi được nửa chặng đường, mấy người thiên ma phi mỗi người một tâm tư. Trên đám mây trắng chốc chốc lại có chim bay qua. Con thuyền bay qua phía trên một dãy ma lĩnh, sơn thế dựng đứng, trên núi xây dựng những tòa cung điện hùng vĩ. Đột nhiên một đạo bạch quang lóe lên, thánh nữ phi không khỏi giật mình, vội khởi động a tu la thần đồng nhìn về hướng tia sáng đó, kêu lên thất thanh. Ma thai. Thiên thánh ma thai chui vào tòa cung điện kia rồi. Mấy người thiên ma phi giật mình nhìn theo, thấy tòa ma cung đó âm u phủ đầy ma khí nhìn mức độ ma khí thì đó có lẽ là nơi ở của một đối tượng rất mạnh chung nhạc cũng bị kinh động đi ra ngoài nhìn xuống tòa cung điện đó sừng sững trên đỉnh núi bên trong đột nhiên xuất hiện một tiểu oa oa đi ra mặc quần áo cộc nhìn xinh xắn dễ thương như một thị đồng liên tục ra hiệu về phía con thuyền tiểu oa oa đó chính là thiên thánh ma thai chạy thoát hôm đó nó vẫn chưa biết nói chỉ kêu những tiếng vô nghĩa cánh tay ngắn ngủng ra hiệu về phía con thuyền Trung nhạc nhìn thấy trên người tiểu oa oa này bị cuốn xích, có lẽ bị ai đó bắt, ngạc nhiên. Hình như thiên thánh ma thai muốn nói chủ nhân của nó mời ta làm khách. Chủ nhân. Mấy người thánh nữ phi thất thanh, thiên ma phi kêu lên. Kẻ nào lại dám làm chủ nhân của nó? Thiên thánh ma thai là do ma thánh luyện, tuy chưa trưởng thành nhưng dựa vào năng lượng khủng bố của tam trùng tế nó cũng rất đáng sợ. Có thể nói nếu thiên thánh ma thai phát huy hết thực lực thì chắc chắn không thua kém thần ma đã tu thành thuần dương nguyên thần. Không chỉ vậy thiên thánh ma thai còn có linh trí nhờ vào ý thức của tàn hồn ba tuần. Tàn hồn ba tuần khủng khiếp tới mức nào chứ? Nếu nó dung hợp ý thức của tàn linh ba tuần, tìm được công pháp của ba tuần, bắt đầu tu luyện thì có lẽ nó có thể dễ dàng nắm bắt được năng lượng trong cơ thể. Một thiên thánh ma thai cường đại như vậy lại có chủ nhân, thật khó có thể tin được. Người thứ hạng đó mời, chắc là không có ác ý, nếu có ác ý thì không cần phải mời, tiêu diệt ta luôn là được. Trung nhạc nghĩ vậy, xuống khỏi thuyền, cười các ngươi ở đây đợi một lát ta đi rồi về ngay mấy người thánh nữ phi nhìn hắn đi về hướng ma lĩnh ma cung trong lòng rất bất an trung nhạc đáp xuống trước ma cung thấy thiên thánh ma thai vẫn cao gần một thước đôi mắt đen lấy tránh né vẫn là hơi sợ hắn chân nó bị trói bằng xích kéo theo xích đi vào trong ma cung miệng phát ra tiếng ư ư trung nhạc đi theo nó vào ma cung cười trong cung là vị nào ngay cả thiên thánh ma thai cũng bắt thuần phục được thật khiến ma la ta khâm phục trong cung vọng ra một tiếng nói quen thuộc. Bắt và thuần hóa Thiên Thánh Ma Thai có gì khó? Khó hơn thì cũng không lợi hại bằng phá giải Ma Thánh Tam trùng tế. Huống hồ ngươi đã buộc tàng linh của Tạo Vật Chủ hóa thạch, buộc phải truyền ý thức còn lại vào Ma Thai để hồi sinh. Sự tích như vậy ngay cả ta cũng vô cùng khâm phục. Trung sư đệ, ngươi nói xem có phải không? Trung Nhạc mắt sáng lên, thấy một nam tử mặt bạch y bước ra. Trên y bào trắng còn có vết máu, giống như những bông hoa mai đỏ rực chủ nhân của ma cung cuối cùng cũng xuất hiện, khóe mắt chung nhạc giật giật, nam tử kia chính là đồ đệ bị kiếm môn ghẻ lạnh, phong hiếu trung. Phong hiếu trung miễn cười, cho thiên thánh ma thai lui đi lấy trà. Mời chung nhạc ngồi, khách khí nói. Hàng xá mới được xây dựng không lâu, cả nhà chỉ có bốn bức tường, để chung nhạc sư đệ chê cười rồi. Chung nhạc ngồi xuống, phong hiếu trung cũng ngồi, không có bất cứ bộ dạng điên cuồng nào mà như nhân sĩ nho nhã, cười. Vừa rồi ta giải phẫu mấy vị ma thần thi, nghiên cứu nhục thân của họ nên trên người có chút máu, sư đệ đừng thấy lạ. Phong sư huynh nặng lời rồi. Trung nhạc trong bụng nổi sóng, giải phẫu mấy cổ ma thần thi. Ma thần thi từ đâu tới? Không lẽ nào lại tới đào mộ tổ của ma tộc đấy chứ? Kẻ điên này nói rất nhẹ nhàng, xem ra thực lực có tiến bộ lớn hơn nhiều so với lúc bị nhốt, có lẽ đã thông thần cảnh rồi cũng nên. Thiên thánh ma thai bước đi thoang thoát, dùng đôi tay ngắn ngủn đưa trà lên, cẩn thận rót trà cho hai người. Trung nhạc thầm tán thưởng, Phong Hiếu Trung lại có thể thu phúc được thứ này, đúng là đáng kinh ngạc. Sư Huynh, đứa nhỏ này tên là gì? Trung Nhạc hỏi. Còn chưa đặt tên, ta vốn định nghiên cứu xong thì luyện đang ăn. Phong Hiếu Trung nói. Sư đệ, ngươi và nó cũng coi như có duyên, hay là ngươi đặt tên cho nó đi? Nếu đặt hay thì coi như giữ được cái mạng nhỏ của nó. Nếu không hay thì ăn. Trung Nhạc bất lực, bên ngoài me tộc đang điên cuồng tìm kiếm, tám thánh tộc thậm chí còn định bồi dưỡng nó thành ma tổ, vậy mà phong hiếu trung lại định ăn thịt thiên thánh ma thai. Thiên thánh ma thai, cũng là tiên thiên ma thần bị chặt đầu, giờ lại bị sư huynh dùng hình nghiên cứu. Trung nhạc trầm ngâm, đột nhiên cười. Chi bằng gọi là hình thiên đi. Đứa nhỏ chớp chớp đôi mắt đen lấy tò mò nhìn trung nhạc, nghe thấy hai chữ hình thiên thì không khỏi mừng rỡ, vỗ vỗ đôi tay nhỏ cười. Hình thiên. Cũng được. Phong hiếu trung gật đầu. Vậy thì tạm thời không ăn nữa. Để nó theo ta làm việc vặt một thời gian. Sư đệ, nghe nói ngươi sắp quyết chiến với ma thánh. Ngươi chắc được mấy phần. Trung nhạc lắc đầu. Không có khả năng thắng. Sư huynh mời ta tới không phải là để tiễn ta lên đường đấy chứ. Phong hiếu trung cười, nhàn nhã nói. Một mình ở dị hương là dị khách. Ta ở dị hương, hiếm lắm mới gặp được đồng hương, đương nhiên phải mời ngươi tới gặp mặt chút. Hắn thần thái ngạo nghễ. Ma thánh là cái thá gì? Lẽ nào lại sánh được với nhân tộc ta? trong cơ thể nhân tộc ta có năng lượng huyết mạch vô biên. Nếu kích phát được thì có mười ma thánh cũng giết được. Sư đệ, nếu ngươi để ta nghiên cứu ta sẽ dạy ngươi cách mở vòng luân hồi thứ sáu, bí cảnh thứ sáu, chiến thắng ma thánh. Ngươi thấy sao? Trung nhạc cuối cùng cũng biết mục đích của phong hiếu trung, thì ra là vì chân thân phục hy của hắn. Thủy tử an và hắn từng có giao hẹn không được phép hại nhân tộc. Tuy phong hiếu trung tà ác nhưng rất coi trọng tín nghĩa, sẽ không hạ thủ với trung nhạc nhưng nếu Chung Nhạc chủ động để hắn nghiên cứu thì không phải hắn vi phạm cam kết. Phong Hiếu Trung ánh mắt cuồng nhiệt quan sát Chung Nhạc từ đầu xuống chân như nhìn một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, chỉ hận không thể lập tức cắt thành từng mảnh để nghiên cứu. Chung Nhạc trùng mình, lắc đầu nói. Phong Sư Huynh, ta đã tìm gần tới được huyết mạch luôn rồi, sớm muộn gì cũng mở được huyết mạch bí cảnh. Chắc Huynh có thể thấy được nguyên thần khí huyết của ta hơn hẳn người cùng cảnh giới, đã đủ điều kiện mở huyết mạch bí cảnh rồi. Phong Hiếu Trung thu ánh mắt về, nói nhưng ngươi vẫn không nắm được bí quyết để mở huyết mạch bí cảnh, cũng không có cách phá giải huyết mạch phong ấn. Trước khi quyết chiến với ma thánh, ngươi không thể mở được huyết mạch bí cảnh, có đúng không? Trung nhạc trầm mặt, Phong Hiếu Trung nói đúng, hắn không điên cường như Phong Hiếu Trung đi đào thần mộ ma mộ lấy thần thi ma thi ra nghiên cứu nên hắn vẫn mắc chưa tới được vòng luân hồi thứ sáu. Mở vòng luân hồi thứ sáu, giải phong ấn huyết mạch, trong thời gian ngắn thế này đúng là không thể làm được. Ta dùng bảo vật đối lấy cách mở huyết mạch bí cảnh của Phong Sư Huynh, thế nào? Trung Nhạc đột nhiên nói, Phong Hiếu Trung cười ha hả, ta trộm hết thần ma mộ tán, không thiếu gì thần binh, cũng không thiếu ma thần binh. Còn thứ này thì sao? Trung Nhạc lấy ra ma thần ẩu hắn lấy được từ đồ cách nhĩ đặt trước mặt Phong Hiếu Trung, cười. Đây là. Phong Hiếu Trung cầm thần ma ẩu lên, quan sát một lúc, lập tức có hứng thú. Thần ma ẩu. Chẳng trách mà ngươi dám quyết chiến sinh tử với ma thánh. Có thứ này đương nhiên ngươi không phải sợ ngươi chắc chắn dùng món bảo vật này đổi lấy cách mở huyết mạch luôn chứ phong sư huynh cũng biết ma thần ẩu sao chung nhạc ngạc nhiên không khỏi thêm vài phần thâm phục hắn rất ít người biến đến bảo vật như ma thần ẩu cho dù là chủ nhân trước kia của thần ma ẩu là đồ cách nhĩ cũng không biết về tác dụng của nó thậm chí đến tên còn không biết không ngờ phong hiếu trung gọi ngay được tên của thần ma ẩu rõ ràng cũng có biết tác dụng của nó thần ma ẩu là bảo bối mà ma thần cường đại trước kia để lại ta chưa từng thấy nhưng đã thấy ghi chép liên quan trong một số mộ tán phong hiếu trung đặt thần ma ẩu xuống nói bảo bối này có thể khiến ma thần hạ phàm ba lần hoàn thành ba nguyện vọng của người cầm nó sau ba nguyện vọng nó sẽ ăn hồn phách của người cầm nó ngươi từng dùng nó một lần còn hai cơ hội nữa có bảo vật này ngươi chỉ cần dùng một lần là có thể giúp ngươi an toàn rời khỏi bát hoang rồi quân tử coi trọng bảo bối dùng cũng có đạo lý ngươi dùng bảo bối này đổi lấy bí quyết mở huyết mạch luân ta thấy không đáng Trung Nhạc trong lòng có thêm chút thiện cảm với Phong Hiếu Trung, nói. Phong Sư Huynh nói không sai, ta có nó đúng là có thể rời khỏi bác hoang. Nhưng ta phải quyết chiến một trận công bằng với Ma Thánh, sẽ không chiếm tiện nghi của hắn, vì thế quyết chiến với hắn ta sẽ không dùng tới thần ma ẩu. Phong Hiếu Trung nhìn hắn, khen ngợi. Ngươi có cường giả chi tâm, cũng chẳng trách ngươi lên được thần thoại bản. Không có cường giả chi tâm thì sao lên được? Ngươi muốn đổi thế nào? Trung Nhạc ánh mắt lay động, nói. Ta dùng nguyện vọng thứ ba của thần ma ẩu đổi bí quyết mở huyết mạch luân của Phong Sư Huynh. Phong Hiếu Trung bật cười. Sau nguyện vọng thứ ba ma thần sẽ ăn hồn phách của ta. Ngươi dùng nó để đổi huyết mạch luân, là ý ta không hiểu thần ma ẩu hay sao? Trung Nhạc lắc đầu, nghiêm nghị nói. Nguyện vọng thứ hai ta cần để giữ tính mạng vì thế chỉ có thể cho Huynh nguyện vọng thứ ba. Ta cũng khá hiểu về Phong Sư Huynh, Huynh có hứng thú với thần ma ẩu không phải vì nguyện vọng ma thần mà là linh của ma thần. Phong Hiếu Trung thích thú, ánh mắt sáng rực cười ngươi nói tiếp đi chung nhạc mỉm cười huynh nghiên cứu số ma thi thần thi ma linh ma linh đó thu hoạch được không nhiều ma thần bình thường đối với huynh đã không còn có gì gọi là bí mật nữa còn ma thần chi linh trong thần ma ẩu thì cường đại hơn ma thi thần thi hàng nghìn lần những thứ huynh biết cũng gấp trăm nghìn lần ma thi thần thi nếu huynh có thể bắt được linh của ma thần đằng sau thần ma ẩu rồi nghiên cứu thì với tài trí của mình huynh chắc chắn sẽ thu hoạch được nhiều hơn hơn nhiều so với ba nguyện vọng của ma thần. Mắt phong hiếu trung càng thêm sáng, vỗ tay cười. Trung sư đệ đúng là hiểu ta. Khi ta thấy thần ma ẩu đúng là muốn bắt vị ma thần này giải phẫu nghiên cứu. Còn về nguyện vong gì đó, ta không cần phải nhờ ma thần để hoàn thành nguyện vọng của mình. Trung nhạc nghiêm túc nói. Phong sư huynh, ta dùng nguyện vọng thứ ba của thần ma ẩu đổi lấy bí quyết mở huyết mạch luân, ý huynh thế nào? Giao dịch thành công. Phong hiếu trung nhàn nhã nói ngươi cảm thấy tác dụng lớn nhất của thần ma ẩu chính là điều ước nhưng trong mắt ta tác dụng lớn nhất của nó chính là khi linh của ma thần hạ phàm ta sẽ có cơ hội bắt hắn lại nghiên cứu ma thần để lại được thần ma ẩu chắc chắn sẽ không tầm thường đáng để nghiên cứu hắn đưa một ngón tay ấn vào mi tâm chung nhạc chung nhạc lập tức cảm thấy vô số luồng thông tin tràn tới có hình ảnh với số lượng không đếm xuể trong đó có không ít hình ảnh giải phẩy thi thể thần ma cho thấy cấu tạo cơ thể của thần ma còn có hình phân giải nguyên thần của thần ma lục đạo đồ và hình ảnh những chiếc khóa. Hình ảnh những chiếc khóa là kinh tâm động phách nhất, chính là những chiếc khóa hình thành từ trong huyết mạch phong ấn, là những sợi xích bằng đồ đằng mảnh mai. Những hình ảnh lớn nhỏ vơi bày ra phong ấn phức tạp, phong tỏa sức mạnh huyết mạch của nhân tộc. Tất cả phong ấn nối với nhau, đó chính là hình ảnh phong ấn hình tròn của lục đạo. Trung nhạc vô cùng chấn kinh, khi hắn thở mở huyết mạch luôn cũng nhìn thấy một số phong ấn huyết mạch cấm cố sức mạnh huyết mạch của hắn. Nhưng số lượng thua xa số phong hiếu trung cho hắn thấy trong số những thông tin này còn có cách phong hiếu trung phá vỡ phong ấn huyết mạch phương pháp mở ra các sợi xích đồ đằng phong ấn số phong ấn này phức tạp như vậy trung nhạc tự tin hắn sớm muộn gì cũng có thể mày mò ra cách phá giải phong ấn nhưng chỉ sợ mất rất nhiều thời gian không mấy chục năm thì không làm nổi phong hiếu trung thiên tài chân chính giống như thiên nhân vậy trung nhạc thở ra một hơi dài đứng dậy phong hiếu trung cũng đứng dậy tiễn nói khi ngươi rời khỏi bát hoang ma tộc ta sẽ tới lấy thần ma ẩu Trung Nhạc và hắn cùng ra khỏi ma cung, Trung Nhạc quay lại, ánh mắt đầy phức tạp, thất giọng nói: "Phong sư huynh không về kiếm môn nữa sao?" "Không." Phong Hiếu trung ánh mắt cũng rất phức tạp, lắc đầu. "Không bao giờ về nữa. Nếu ta trở về, phụ thân ta sẽ chết, các ngươi cũng không hy vọng ta trở về. Chỉ cần hắn không về thì lão đầu tử vẫn sẽ sống trong tim hắn. Hắn sẽ vẫn còn một chút lý trí, sẽ không hoàn toàn điên khùng. Nếu hắn trở về, một chút lý trí đó sẽ biến mất." lão đầu tử đầy hắn đi chính là muốn hắn giữ được chút lý trí, giữ lại chút lý trí này phong hiếu trung vẫn là người. Mất lý trí hắn sẽ là thần ma đáng sợ nhất. Còn một việc nữa. Phong hiếu trung trầm mặt một lúc, nói. Khi ngươi mở huyết mạch luân sẽ thấy sáu vòng luân hồi. Ngươi phải chú ý, nhân tộc mở lục đạo, khi trong cơ thể hình thành sáu đạo luân hồi thì sẽ có thứ cực kỳ đáng sợ tấn công. Cương mặt hắn bỗng nhiên biến dạng, dường như có thể mất lý trí bất cứ lúc nào phong hiếu trung cố gắng khống chế bản thân không mất kiểm soát giọng nói khàn đặc khi thấy sáu đạo luân hồi ngươi nhất định phải chú ý đừng kinh động vào cái phong ấn chúng ta nếu không ngươi sẽ biến thành một ta nữa ngươi hãy tự lo liệu đi mau đi đi hắn đang gần như càng ngày càng khó khống chế lý trí đang mất dần trung nhạc gặp người trước phong hiếu trung quay người bay lên đáp xuống con thuyền trên không trung trầm giọng nói chúng ta đi tới hoang thành mấy người thiên ma phi thánh nữ phi vội điều khiển con thuyền ánh mắt thiên ma phi lay động nói nhỏ tướng công người bắt thánh thiên ma thai trong ma cung đó là ai một vị cố nhân của ta chung nhạc đứng ở đuôi thuyền nhìn về hướng ma cung ánh mắt phức tạp đột nhiên nói các vị ái phi các ngươi đã thông báo cho tộc nhân của mình nói thiên thánh ma thai ở đây rồi đúng không thiên ma phi các tường phi và thánh nữ phi vẽ mặt cứng đờ không nói các quý nữ khác mặt hơi đỏ lên trong lòng bất an chung nhạc đột nhiên cười các ngươi đều biết ta là trung sơn thị của nhân tộc, không phải ma tộc, nên các ngươi làm vậy cũng chẳng có gì đáng trách. Ta cũng không thể nói được gì. Các ngươi không phải phản bội ta, cũng là vì chủng tộc của mình, dù sao thì thiên thánh ma thai cũng có can hệ rất lớn. Thiên Ma phi thở vào, cười. Ngươi hiểu được nỗi khổ của bọn ta thì tốt rồi. Chung Nhạc gật đầu, mỉm cười. Ta hiểu, nhưng nếu tộc các ngươi vì chuyện này mà đại thương nguyên khí thì hy vọng các ngươi cũng hiểu cho ta. Hắn nói không đầu không đuôi. Thiên Ma Phi, Thánh Nữ Phi và các tường Phi đều không hiểu gì. Trung Nhạc cũng không giải thích thêm, thu ánh mắt khỏi ma cung, nghĩ. Ma tộc đúng là nhiều tai họa, trước tiên đại kiếp tam trùng tế của ma thánh, giờ lại thêm một trận đại kiếp nữa. Hy vọng sau trận này, Phong Sư Huynh có thể tỉnh táo thêm một thời gian. Con thuyền tiếp tục di chuyển, phía trên ma cung, ma khí cuồn cuộn, ma vân tràn tới, các vị lão giả ma tộc đứng trên ma vân nhìn chăm chăm tòa ma cung. Một lúc lâu sau, càng ngày càng nhiều cường giả ma tộc tới xung quanh ma cung là khí tức cuồn cuộn, có cả cự phách ma tộc tới, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Cường giả tới từ bác bộ thánh tộc lạnh băng nhìn tòa ma cung, vẫn đang chờ đợi chứ chưa động thủ. Một lúc sau, ma thần uy nặng nề ập tới, một con thuyền hoa lệ căng buồn tới, trên thuyền là đông đảo các lão giả, mỗi thuyền có một chiếc trống lớn. Chiếc trống này là một món ma thần binh, hơn nữa còn cường đại hơn các ma thần binh khác nhiều lần. Ngoài ra còn có một cổ xe mặt trời tới, lửa cháy phừng phừng, là trấn tộc chi bảo của a tu la tộc bắt bộ thánh tộc dùng tới ma thần binh lại còn là trấn tộc chi bảo có thể thấy được mức độ trọng thị của họ với thiên thánh ma thai trong ma cung thân thể phong hiếu trung run rẩy gương mặt méo mó cố gắng kiềm chế sự điên cuồng của bản thân đột nhiên hắn không run rẩy nữa gương mặt trở lại bình thường nhưng trong đôi mắt lại lộ sự điên cuồng hắn ra khỏi ma cung ngẩng lên nhìn bầu trời mỉm cười ta lại có thêm một chút cho bộ sưu tập rồi trong ma cung Tiếng xích khẽ vang lên, trong bóng tối là những sợi xích treo thi thể ma thần. Những thi thể ma thần này đều đã bị mổ xẻ, lộ ra cấu tạo cơ thể. Ngoài ra còn có lưu ly trảo cao trăm trượng, phủ đầy đồ đằng văn phong ấn, bên trong là các ma thần linh. Số ma thần linh này cũng bị mổ xẻ, ma thần đã chết nhưng linh còn sống. Sự đau đớn lớn nhất không phải vết thương trên nhục thân mà chính là linh hồn. Những ma thần linh này chết đi sống lại, gương mặt biến dạng, dãy dụa không yên, phẫn nộ gầm thét muốn phá phong ấn nhưng tiếng kêu cũng không thoát ra khỏi lưu ly trảo được. Bên ngoài ma cung bùng nổ một trận ác chiến. Lúc này chiếc thuyền đã đi xa vạn dặm, trên thuyền, chung Nhạc tĩnh tâm tiếp nhận đạo lý trong đồ đằng văn mà phong hiếu trung truyền thụ. Những sợi xích phong ấn huyết mạch vô cùng phức tạp kia cần phải tìm hiểu từng cái một rồi tham ngộ cách giải phong ấn mà phong hiếu trung truyền cho. Hắn còn phải tham ngộ sự ảo diệu của lục đạo phong ấn đồ, cảm ngộ sáu vòng luân hồi, còn cả hình ảnh giải phẫu vòng luân hồ thứ sáu mà phong hiếu trung giải phẫu ma linh thần linh, cũng cần phải đối chiếu với nhau, phân tích sự bí ẩn của vòng luân hồi thứ sau, kiểm chứng sự lĩnh ngộ của hắn. Ngoài ra hắn còn cần dựa vào những hình ảnh này định vị vòng luân hồi thứ sáu, tìm kiếm điểm bắt đầu. Càng nghiên cứu sâu chung nhạc càng khâm phục phong hiếu trung. Hắn đúng là thông minh tuyệt đỉnh, trí tuệ vô biên, sự sâu sắc trong nghiên cứu phong ấn huyết mạch của hắn khiến chung nhạc ngưỡng mộ không thôi. Sau ba ngày, cuối cùng chân nhân cảnh cũng hấp thu được phát môn của phong hiếu trung, chuẩn bị bắt đầu mở vòng luân hồi thứ sáu. Nếu Phong Hiếu Trung không bị điên thì chắc hắn sẽ trở thành cường giả trí cao vô thượng của nhân tộc ta nhỉ. Cho dù là bất cứ tiên thiên linh thể nào cũng không thể tranh giành vị trí môn chủ với hắn. Nhưng đáng tiếc. Trung Nhạc có chút cảm khái. Đột nhiên, Thiên Ma Phi, Các Tường Phi, Thánh Nữ Phi và những người khác sắc mặt biến đổi, vội vàng lấy ra đồ đằng thần trụ, đồ đằng văn trên đó biến đổi, xuất hiện các gương mặt nói chuyện với họ. Tất cả bọn họ sắc mặt đều kịch biến. Một lúc sau, Thiên Ma Phi tiến tới, Trung rẫy nói Tướng công kẻ bên trong ma cung kia rốt cuộc là ai Thiên nhân Trung nhạc mở mắt nói Tộc nhân của mọi người sao rồi Thiên ma phi trầm mặt Một lúc sau Xót xa nói Toàn quân bị tiêu diệt đến thần ma binh cũng mất Cự phách cũng không thoát được Bác bộ thánh tộc đã liệt khu vực đó là cấm địa Vị thiên nhân đó chắc có danh tính chứ Hắn tên là gì Trung nhạc bình tĩnh nói Ngươi có biết trong đại hoang ta có một bộ tộc mà không có nhiều người. Bộ tộc đó cho dù chỉ còn một tộc nhân cuối cùng thì nó vẫn là bộ tộc mạnh nhất đại hoang. Bộ lạc đó có tên Phong Thị. Thiên Ma Phi và những người khác hít vào một hơi khí lạnh. Hắn là Phong Hiếu Trung, Phong Lão Ma. Là thiên nhân. Trung nhạc sửa lại, nói. Khi hắn phát điên là lão ma độc ác không gì là không làm được. Khi hắn tỉnh táo là vị thần hoàn hảo không tì vết. Hắn nằm giữa ranh giới thần và ma, vì thế ta gọi hắn là thiên nhân. Đừng có trát vàng lên mặt hắn nữa đi. Mấy người thiên ma phi giận dữ. Thiên nhân cái quái gì? Phong Hiếu Trung chỉ là một tên điên. Trung nhạc mỉm cười, lại nhập định. Mấy ma nữ phát điên, ma tộc liên tiếp hai lần gặp hạn, có thể nói là tổn thất nghiêm trọng, thương gân động cốt, thậm chí ngay ma thần binh trấn tộc cũng mất mấy món, cự phách cũng chết không ít. Giờ họ mới biết tại sao lúc trước Trung Nhạc nói ma tộc sẽ vì chuyện này mà đại thương nguyên khí, cuối cùng giờ đã ứng nghiệm việc này cao tầng bác thánh tộc đã truyền tin qua đồ đằng thần trụ trách mắng họ thăm dò tin tức không chuẩn họ cũng tức giận lây sang trung nhạc đổ tội danh lên đầu hắn lão cổ đồng của bác bộ thánh tộc cho rằng trung nhạc cố tình hại cường giả các tộc không cho họ biết người trong ma cung kia chính là phong hiếu trung khiến bác bộ thánh tộc thiệt thòi lớn trung nhạc cũng không bận tâm tám thánh tộc đã biết hắn không phải ma tộc động sát cơ với hắn chỉ vì hắn sắp quyết chiến với ma thánh nên mới nhẫn nại tới giờ bác bộ thánh tộc chờ hắn và ma thánh lưỡng bại câu thương thăm dò toàn bộ bản lĩnh của ma thánh, sau đó mới hạ thủ với hắn. Ma thánh vô cùng nguy hiểm, sau sự việc tam trùng tế, tuy các thánh tộc hận ma thánh tới tận xương tủy nhưng dù là thánh tộc nào cũng không dám lập tức hạ thủ với ma thánh. Trong tam trùng tế, ma thánh tuy là luyện khí sĩ đang nguyên cảnh nhưng cũng khiến bác bộ thánh tộc sợ hãi, chẳng ai biết được hắn liệu còn có ma thần huyết phù hay thủ đoạn gì khác không. Có cường giả đỉnh cấp đang nguyên cảnh như Trung Nhạc đi trước thăm dò, đương nhiên các thánh tộc sẽ vui lòng thấy hắn quyết chiến với ma thánh để buộc ma thánh phải bộc lộ hết bản lĩnh. Đấu với ma thánh dù thắng hay thua thì Trung Nhạc cũng không thể rời khỏi hoang thành được, chắc chắn sẽ bị bác bộ thánh tộc truy sát. Trung Nhạc tỉnh tọa trong thuyền, chậm rãi vận chuyển khí huyết để mở huyết mạch luân, định vị điểm bắt đầu huyết mạch luân trước. Làm thế nào để định vị thì Phong Hiếu Trung đã dạy hắn rồi. Huyết mạch luân nối liền khí huyết nguyên thần và nhục thân. Trước khi vòng luân hồi thứ sáu xuất hiện chưa từng ai phát hiện ra sự tồn tại của huyết mạch luân, nó có liên hệ rất mật thiết với sáu vòng luân hồi. Yếu tố quan trọng thứ hai để mở ra huyết mạch luân là phải có khí huyết cực kỳ cường đại. Sau nhiều thời gian tích lũy, khí huyết của Chung Nhạc đã đủ. Yếu tố quan trọng thứ ba chính là giải sáu đạo phong ấn đồ, mở phong ấn huyết mạch. Việc này cũng vô cùng quan trọng. Sáu đạo phong ấn đồ trong cơ thể của nhân tộc sẽ tăng sức mạnh phong ấn cùng với tu vi. Tu vi càng cao thì phong ấn càng mạnh, sẽ không vì tu vi tăng lên mà khiến phong ấn yếu đi vì thế hóa giải phong ấn càng sớm thì sẽ càng gặp ít trở ngại. Nếu tu thành thuần dương nguyên thần, đạt tới vị trí nhân thần thì gần như không có cơ hội giải phong ấn nữa. Trung nhạc sau mấy ngày tham ngộ đã có được sự tự tin phá giải sáu đạo phong ấn đồ. Trình tự mở huyết mạch luân là, giải sáu đạo phong ấn đồ, mở huyết mạch luân, sáu bí cảnh hình thành sáu vòng diễn hóa thành sáu vòng luân hồi. Phong Hiếu Trung nói, khi mở huyết mạch luân sẽ thấy sáu vòng luân hồi, vô cùng nguy hiểm. Có thể sẽ kinh động tới người đã phong ấn nhân tộc hắn chính là bị cảnh tượng này hủy hoại lý trí trở thành một kẻ điên sáu vòng luân hồi rốt cuộc có bí mật gì chung nhạc định thần lại nhớ lại lúc trong tiểu hư không đế phi đã cho hắn thấy hư ảnh của sáu vòng luân hồi lúc đó hắn thấy có cự nhân ngồi bên trong thân hình vĩ đại được quấn quanh bởi tinh hà cảnh tượng hoành tráng đó đến giờ hắn vẫn không quên nếu là chung nhạc đó chắc là vẫn chưa thể dọa ta phát điên được cũng không đến mức khiến phong hiếu trung phát điên chắc chắn có điều cổ quái gì khác rất nhanh thôi ta sẽ thấy cảnh tượng mà Phong Hiếu Trung từng thấy. Hắn vận chuyển tinh thần, linh thể hợp nhất, biến thành cự nhân cao 36 trượng, xuất hiện chân thân phục hy, khí huyết toàn thân cuộn trào. Quỳnh quỳnh. Ngũ đại bí cảnh trong cơ thể hắn mở ra, đạo nhất, âm dương, thần tài, vạn tượng, ngũ hành, sức mạnh của ngũ đại bí cảnh hòa lẫn với nhục thân. Khí huyết của nhục thân và nguyên thần của hắn cộng hưởng, có một loại cảm giác huyết mạch tương thông. Cùng với khí huyết dân trào, phong ấn huyết mạch của hắn bắt đầu xuất hiện đây là phong ấn ở sâu trong huyết mạch, sẽ được di truyền cho con cháu các đời, nam nữ kết hợp, sinh con ra phong ấn huyết mạch sẽ tăng lên, mạnh hơn, nặng hơn đời trước. Cứ như vậy truyền từ đời này tới đời khác, phong ấn huyết mạch sẽ càng ngày càng mạnh, cho tới khi sức mạnh huyết mạch phục hy được phong ấn hoàn toàn, không một ai đánh thức được huyết mạch phục hy nữa mới thôi. Khí huyết chung nhạc không ngừng chấn động, khí huyết càng ngày càng cường thịnh, càng ngày càng khủng bố, hơn nữa phong ấn trong huyết mạch cũng đang không ngừng được tăng cường, phong ấn mạnh tới gần như không thể phát giác đang khóa chặt lấy năng lượng huyết mạch của hắn. những phong ấn này cho dù là cự đầu pháp thiên cảnh có lẽ cũng không thể phát giác được. trung nhạc dùng tới thần nhãn mới nhìn rõ được chúng. mà số lượng phong ấn thì khiến người ta phải dựng tóc gáy. khí huyết của hắn càng ngày càng dồi dào, phong ấn huyết mạch cũng đang phát ra tiếng u u dưới con mắt thần nhãn của trung nhạc càng ngày càng rõ ràng. cùng với khí huyết nguyên thần và nhục thân biến thành sáu vòng khóa, cùng chuyển động với ngũ luân hình thành từ ngũ đại bí cảnh. Phong ấn huyết mạch của hắn. Cảnh tượng này người ngoài căn bản không thấy được, còn Chung Nhạc dựa vào thần nhãn nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Khác với cách mà Phong Hiếu Trung dạy hắn là dùng tâm nhãn nhìn phong ấn. Chung Nhạc cũng vì thế phán đoán Phong Hiếu Trung đánh thức thần tâm của Phục Hy thần tộc nên mới điều động được tâm nhãn của thần tâm. Hơn nữa khí huyết chi lực của Phục Hy thần tộc cực kỳ cường đại, cũng là lý do Phong Hiếu Trung cảm ứng được phong ấn ẩn tàng trong huyết mạch. Nhưng tác dụng chính của thần tâm không phải tâm nhãn mà khí huyết khủng bố của Phục Hy thần tộc nếu dùng để thăm dò phong ấn thì không rõ ràng bằng chung nhạc dùng thần nhãn. Chung nhạc dùng bí quyết phá phong ấn, đồ đằng văn bay quanh người, đang xen lẫn nhau, biến thành những chiếc kéo dao long cắt đứt phong ấn. Đó là những con dao long quấn với nhau tạo thành như hình kéo, trong đó có truyền thừa của long tộc, nhưng ngoài ra còn có của ma tộc, thần tộc, vô cùng phức tạp. Có lẽ được phong hiếu trung sáng tạo ra để phá giải phong ấn huyết mạch. Cũng may ta luyện thành thần ma nhất thể rồi, nếu không sẽ không thể dùng tới cách này. Chung nhạc nghĩ bụng đồ đằng văn tạo nên chiếc kéo dao long kia rất nhỏ, nhỏ gần như những đạo phong ấn kia. Hàng trăm triệu chiếc kéo dao long tí hon tạo thành các vòng tròn kết hợp với sáu đạo phong ấn. Mũi kéo dao long móc vào vòng đồ đằng mà đồ đằng phong ấn luyện thành. Tìm thấy rồi. Khí huyết chung nhạc không ngừng chấn động khiến sáu đạo phong ấn đồ biến đổi liên tục, tìm điểm xuất phát của huyết mạch bí cảnh. Sau hàng trăm vạn lần chấn động, cuối cùng cũng tìm được điểm xuất phát của huyết mạch bí cảnh. Chung nhạc hét lớn, khí huyết hùng hồn đột nhiên rút về thành một đường thẳng, giống như cây tuyệt thế thần thương, đỏ rực tựa mặt tịch dương, đâm mạnh vào điểm bắt đầu huyết mạch bí cảnh. Cùng lúc đó, sáu đạo phong ấn đồ được kích phát, năng lượng đáng sợ của phong ấn huyết mạch bạo phát, muốn đè tan khí huyết để hắn không thể mở được bí cảnh. Cắt. Tiếng hét chung nhạc tựa sấm, vô số chiếc kéo dao long cắt xuống, trong cơ thể hắn bỗng phát ra những tiếng nổ lớn, giống như hàng trăm triệu cây cung cùng lúc bắn tên. Con thuyền bị chán động vỡ thành nhiều mạnh, hơn 10 vị ma nữ trên thuyền thét lên, cũng bị đánh bay đi bốn phương tám hướng. Chính giữa con thuyền, da trên toàn thân chung nhạc bị nổ tung, các đường mạch máu giống như bị kim chọc thủng, trút hết sạch huyết dịch trong người hắn. Dục thân chung nhạc bỗng chốc kho lại, cơ bắp mấy nước, cứng gắt dính trên xương, quả tim cũng quát lại. Thân thể chung nhạc thu nhỏ nhiều lần, giống như cái xác khô, vô cùng khủng khiếp. Mạch máu trên không trung giống như thần nhân đầu người thân trắng, nhưng cực nhỏ, giống như linh còn sống, quấn quanh người hắn một cách vui vẻ hơn chục vị ma nữa còn chưa kịp kêu lên thì huyết mạch đột nhiên chui vào trong cơ thể chung nhạc. Dục thân lập tức như đất càng gặp mưa, lá khô lại đông đầy sương, thân thể phình to lên, dục thân nhanh chóng trở lại bình thường. Thình thịch. Tim hắn lại đập trở lại một cách mạnh mẽ. Lúc này một âm thanh khác ác tiếng đập của tim, là tiếng khí huyết chảy, ào ào như biển lớn. Phía sau hắn, vòng luân hồi thứ sáu, huyết mạch luân đang dần hình thành. Đó là một vòng sáng màu đỏ rực, trong vòng sáng đó có thấu ảnh đầu người thân rắn, vòng sáng đang càng ngày càng lớn dần. Trong cơ thể hắn, khí huyết nguyên thần và nhục thân không còn phân tách riêng biệt nữa, huyết mạch dung hòa, khí huyết của hắn tăng lên điên cuồng. Sinh cơ và sinh mệnh lực dồi dào, khủng bố cũng đang điên cuồng bùng phát, thọ mệnh của chung nhạc cũng đang tăng, tăng theo cấp số nhân. Luyện khí sĩ tính mệnh song tu, nhưng khoảng cách thọ mệnh giữa nguyên thần và nhục thân phải là 5 6 lần. Nhục thần có thọ mệnh ngắn hơn, nhưng lúc này khí huyết nguyên thần và nhục thân hòa lẫn, huyết mạch bí cảnh mở ra khiến thọ mệnh nguyên thần và nhục thân của Trung Nhạc tương thông. Thọ mệnh nhục thân của hắn vốn chỉ có hơn 200 năm, nguyên thần chí hơn 1.000 năm thọ mệnh. Còn giờ nhục thân của hắn có tới hơn 500 năm thọ mệnh, hơn nữa vẫn đang không ngừng tăng lên. Đây là lợi ích cực lớn, phải biết rằng cho dù là môn chủ kiếm môn, cự phách thông thần cũng chỉ có 6-700 năm thọ mệnh. Khi thọ nguyên tới cũng sẽ thân vong đạo tiêu. Mà giờ Trung Nhạc đã vượt qua cực phách thông thần rồi. Mở ra bí cảnh thứ sáu, đã thông giới hạn khí huyết nguyên thần và nhục thân cái lợi thật sự kinh người phía sau hắn cùng với sự mở rộng của huyết mạch luân dần dần xuất hiện vòng luân hồi thứ sáu nho nhỏ vào khoảnh khắc vòng luân hồi thứ sáu này hình thành chung nhạc lập tức cảm nhận được nó tạo lập mối liên kết với một vị nào đó cực kỳ lớn lao trời đất trước mặt hắn bỗng đảo lộn mơ hồ không gian biến dạng mọi thứ trước mắt hắn tan ra rồi hình thành lại từ đầu hắn dường như thấy mình bay ra khỏi tổ tinh bay qua vô số những ngôi sao khác hắn càng ngày bay càng cao, phía dưới là những hệ thái dương tinh hệ lướt qua, rồi hàng trăm ngôi sao, mặt trời lướt qua dưới chân hắn, tiếp đó là cả giải ngân hà xuất hiện dưới chân hắn, giống như một vòng sáng lớn đang từ từ chuyển động. Rồi hắn thấy tinh hệ thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Sáu giải ngân hà tạo thành từ hàng tỷ tỷ ngôi sao, và vần mặt trời lấp lánh xoay quanh một cự nhân. Lục đạo giới có tổ tinh, sáu vòng luân hồi xuất hiện trước mặt hắn. Cảnh tượng mà Phong Hiếu Trung thấy cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt hắn. Đạo, đạo 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 cự nhân kia ngẩng lên mở miệng phát ra sáu chữ đạo cự nhân kia nhả ra sáu chữ đạo mỗi âm phát ra lại khác nhau giống như ý nghĩa của mỗi chữ đều không giống nhau dường như ẩn chứa một đạo lý vô biên đầu chung nhạc quỳnh một tiếng sáu loại đạo âm lao va đập trong dầu hắn âm thanh càng ngày càng lớn ngân hà quanh người cự nhân kia đang chấn động tinh hà xoay chuyển sáu đạo tinh hệ chính là lục đạo giới Cả lục đạo giới chính là 6 vòng luân hồi hoàn chỉnh. Trung Nhạc nghe 6 chữ đạo rồi nhìn về 6 vòng luân hồi, lập tức có kiến giải khác trước. Giờ hắn nhìn tinh hệ không phải tinh hệ nữa mà là một cổ máy vô cùng tinh xảo. Trong những tinh hệ khổng lồ này là vô số sinh linh đang sinh ra và chết đi. Trong lục đạo giới, tinh cầu nhiều không kể xiết, hàng trăm vạn, nghìn vạn tinh cầu đều có sinh mạng, có vô vàng chủng tộc kỳ quái và không chỉ có vạn tộc. Hồn phách của vô số sinh mạng di chuyển qua lại trong 6 tinh hệ, đầu thai chuyển thế luân hồi hết lần này đến lần khác chung nhạc còn thấy vô kể thần và ma sống trong sáu lòng bàn tay của cự nhân kia trong bàn tay của cự nhân có những tòa kiến trúc khổng lồ hùng vĩ nguy nga hoành tráng giống như thần đình vậy thần ma trong sáu tòa thần đình này chăm sóc cho lục đạo nắm giữ luân hồi sắp xếp các sinh linh sinh sôi ở các thế giới sáu vòng luân hồi thực sự rất lớn thần ma sống trong thiên cung cũng nhiều không đếm xuể trong sáu tòa thần đình trên tráng của cự nhân tường vân bao phủ kim quan chói lòa đó là thiên cung, thiên đế thống trị lục đạo giới sống tại đó, thống soái chư thần. Đây là tình hình của lục đạo giới đầu tiên đã trở thành phế tích trong 3.000 lục đạo giới. Không đúng, không đúng, ta thấy ở chỗ đế phi, sáu đạo luân hồi của lục đạo giới đầu tiên đã bị hủy, chỉ còn lại ngũ luân, không thể luân hồi. Lục đạo giới ở đây sao lại vẫn bình an vô sự? Trung nhạc lẩm bẩm. Đây chắc chắn là lục đạo giới đầu tiên, vì vừa rồi ta thấy ta bay ra khỏi tổ tinh. Tổ tinh ở lục đạo giới đầu tiên lục đạo giới có tổ tinh bị hủy diệt thì cảnh tượng giờ ta thấy là việc xảy ra từ bao giờ? Hắn đột nhiên rùng mình. Giờ là lúc nào? Ta đang ở năm nào? Hắn mơ hồ không hiểu gì, lục dạo giới còn chưa bị hủy, vậy giờ là lúc nào? Tân hỏa, tân hỏa. Ngọn lửa nhỏ không có bất cứ hồi đáp gì, chung nhạc sửng người, tân hỏa không có bên cạnh hắn, cảm ứng với ngọn lửa nhỏ đó cũng không còn nữa. Hắn bất giác hoảng loạn. Giờ là 10 vạn năm trước lục đạo giới đầu tiên bị hủy diệt vào 10 vạn năm trước, thời đại của Luân hồi Đại Thánh Đế. Giờ có lẽ hắn đang ở thời đại Luân hồi Đại Thánh Đế thống trị lục đạo giới đầu tiên. Không đúng, mọi thứ đều là giả, là một loại ảo giác. Hắn nghĩ tới đây bỗng nghe thấy tiếng nhạc ai oán vọng tới. Trong thiên cung trên đỉnh đầu cự nhân, Luân hồi Đại Thánh Đế băng hà, tân đế thống trị lục đạo giới vẫn chưa tới. Lúc này, một bàn tay tà ác từ trong hư không thò vào thiên cung. Vô số thần ma chết thảm, còn những thần ma khác thoát được kiếp nạn này thì nhục thân đột nhiên thối rửa, nguyên thần tan rã. Cả thiên cung và sáu tòa thần đình như bị nguyền rủa. Vô số thần ma già đi trong nháy mắt, hóa thành những bộ xương khô, rồi đến xương cũng tan thành cho bụi. Chung nhạc sử người nhìn cảnh tượng đó, thấy một hân ảnh khủng bố đáp xuống, trán của cự nhân ở chính giữa lục đạo giới đột nhiên vỡ ra. Một người cực kỳ khủng khiếp đi ra, đi tới đâu lục đạo giới sụp đổ tới đó, luân hồi bất phục. Một dòng ngân hà tinh hệ khổng lồ nổ tung vô số vì sao, toàn bộ sinh linh trong cả tinh hệ đều bị kẻ kia tế sống trong một trận huyết mạch đại chú. Ta nguyền rủa. Âm thanh đầy ma tính kia vang lên, nguyền rủa phục hy thần tộc, đời đời kiếp kiếp bị phong ấn huyết mạch, không thể giải ấn. Lời nguyền sẽ bị di truyền cùng với huyết mạch, trời đất hủy diệt cũng không thể giải trừ phong ấn. Giọng nói này vang vọng, lời nguyền cũng khiếp biến thành phong ấn, phong ấn toàn bộ tộc nhân của phục hy thần tộc. Nếu giải phong ấn, hồn phách thấy ta. Tiếng của kẻ đó vừa dứt, lục đạo biến mất, luân hồi bất phục, cờ ri còn lại sáu vòng luân hồi tan nát, cự nhân đã chết, thiên cung, cung đình trống rỗng. Toàn thân chung nhạc lạnh toát, đột nhiên rùng mình. Nếu giải phong ấn, hồn phách thấy ta. Câu này có ý gì? Chung nhạc tráng toát mồ hôi lạnh, hét lớn. Ảo giác, tất cả chỉ là ảo giác. Tỉnh lại, mau tỉnh lại. Hư không trấn động, một con mắt khổng lồ từ từ xuất hiện trên bầu trời sao, con mắt dựng đứng, đột nhiên vỡ ra, một thân ảnh bước ra đi về phía hắn. Tráng chung nhạc đẫm mồ hôi, cảm thấy sự khủng bố vô tận ập tới, muốn hủy hoại tinh thần, ý chí của hắn, phong ấn nguyên thần, huyết mạch cả hắn. Đây có lẽ là một loại xung kích về tinh thần. Trung nhạc lại hét lớn, quan tưởng toại hoàng. Phía sau hắn lập tức xuất hiện thiên đế cung trùng trùng điệp điệp, hỏa toại thụ mọc cao sừng sững trước hỏa kỷ cung. Hư ảnh tọa hoàng tọa trấn hỏa kỷ cung, thân hình nguy nga hùng vĩ, kim quang vạn đạo, thánh hóa phừng phực, đối kháng lại năng lượng khủng bố kia. Không kẻ nào có thể thoát khỏi lòng bên tai chung nhạc là tiếng nói tà ác đến cực hạn hỏa kỹ cung đang chói lòa bỗng chốc trở nên le lói thánh hỏa trên hỏa toại thụ bị dập tắt dục thân toại hoàng cũng bị khô lại kim quan tắt dần tất cả chỉ là ảo giác là ảo giác trong lời nguyền chung nhạc cắn chặt răng mắt mở trừng trừng nhìn thân ảnh đang ngày một tời gần kia hắn vẫn tiếp tục quan tưởng toại hoàng không cho sức mạnh khủng bố kia tấn công mình thân ảnh kia ngày một tới gần thân hình lớn dần nhưng vẫn không thể nhìn rõ được gương mặt hắn mặt hắn đen như động tối không có bất cứ tia sáng nào chiếu tới. Thân ảnh đó giơ tay lên, bàn tay đen sì, giống như bầu trời đen kịt ập xuống. Chung nhạc rơi vào bóng tối vô biên, hỏa kỹ cung phía sau hoàn toàn tắt lụi, hư ảnh toại hoàng biến mất. Trong bóng tối vô hạn, chỉ còn lại mình hắn đơn độc đứng chờ bàn tay đen kịt kia ập xuống. Ngươi nghĩ là ảo giác. Giọng nói tà ác kia vang lên bên tai khoái động tinh thần hắn. Chung nhạc cảm giác một luồng áp lực vô tận ập tới, tinh thần lực, ý chí, nguyên thần của hắn như bị bóng tối vô tận nuốt chửng sạch sẽ chìm hẳn vào trong bóng tối hắn cảm nhận được mình bị thứ gì đó nuốt chửng cơn đau xé tan linh hồn truyền tới sau khi bị ăn hắt lại trở lại như cũ rồi lại bị ăn rồi lại hồi sinh cứ tuần hoàn như vậy thời gian trôi dần hết ngày này tới ngày khác hết tháng này tới tháng khác hết năm này tới năm khác hết trăm năm này lại tới trăm năm khác hắn ở trong bóng tối không biết bao nhiêu năm không biết bị ăn bao nhiêu lần tinh thần ý chí và nguyên thần của hắn gần như nổ tung, hắn sắp biến thành một thứ đồ chơi của vị này rồi hủy diệt hắn hết lần này tới lần khác. Hắn vẫn đang quan tưởng toại hoàng, cho dù bị ăn cũng không từ bỏ, liên tục quan tưởng toại hoàng, liên tục bị nuốt chửng, giống như rơi vào vòng tuần hoàng vĩnh viễn không được giải thoát vậy. Đột nhiên trong bóng tối vô tận xuất hiện một tia sáng chiếu lên người Chung Nhạc, ánh mắt khô cằn của Chung Nhạc sáng dần lại, nhìn theo tia sáng thì thấy một chiếc đèn đồng nát bươm xuất hiện trong bóng tối, ánh sáng le lói đẩy lùi bóng tối xung quanh ánh sáng trong bóng tối dịu dịu tân hỏa chung nhạc cố gắng lê người đi về phía ánh sáng phía sau hắn sức mạnh khủng bố tấn công bóng tối cuộn trào giống như trong đó có vô số ma quái ẩn mình nhưng bóng tối không thể xâm nhập vào được ánh đèn một bàn tay màu đen khổng lồ xuất hiện phía sau tóm về phía hắn trẹt bàn tay đó bốc khói vội vàng rụt về chung nhạc loạn choạn tiến về phía cây đèn đồng tốc độ ngày một nhanh hơn trong bóng tối phía sau hắn đột nhiên một con mắt khổng lồ sáng trưng lên nhìn cây đèn đồng. Trụ hồn chi đăng, truyền thừa chi hỏa. Con mắt dựng đứng yêu dị khi cứ chậm rãi nhắm ại, biến mất, bóng tối lui đi. Đến khi ngươi phá giải được tầng phong ấn thứ hai thì ngươi sẽ không thể thoát được đâu. Trung nhạc sải bước về phía cây đèn đồng, đưa tay ra cầm lấy nó. Tân hỏa. Trung nhạc mở mắt nhìn quanh, thấy mấy người thiên ma phi, các tường phi bị con thuyền vỡ tung đẩy đi. Các mảnh vỡ con thuyền vẫn đang bắn ra bốn phía, các ma nữ kia vẫn chưa lấy lại được thăng bằng. Các vị ma nữ vội vàng lật mình bay lượn lấy lại thăng bằng rồi lao tới. Thánh nữ phi quan tâm hỏi. Vừa rồi ngươi bị sao vậy? Thật đáng sợ. Các tường phi gật đầu nói. Vừa rồi toàn thân người chảy toàn máu, suýt nữa thì mất mạng rồi. À mà sao ngươi lại hơn bọn ta một luân? Mọi người thi nhau hỏi han, còn chung nhạc thì ánh mắt vẫn mơ màng như hồn không ở đây. Thiên ma phi hơ tay trước mặt hắn, lúc này ánh mắt chung nhạc mới có chút tiêu điểm, Nhìn bàn tay trắng nõn của nàng, đột nhiên hỏi: "Bao lâu rồi?" "Cái gì bao lâu rồi?" Thiên Ma Phi vừa tức vừa buồn cười. "Vừa rồi ngươi tu luyện vô duyên vô cớ làm nổ cả con thuyền của người ta, rồi toàn thân người phun máu, sau đó thì bọn ta tới gần rồi ngươi bắt đầu nói nhảm. Lẽ nào ta chết đi sống lại trong 700 năm qua đều là ảo giác?" Chung Nhạc sững người, cúi nhìn bàn tay mình, tay hắn đang cầm cây đèn đồng nát, bên trong le lói một ngọn lửa. "Nếu là ảo giác thì sao cây đèn này lại trong tay ta?" chung nhạc lẩm nhẩm. Nó bay ra từ trong nguyên thần bí cảnh của ngươi, rồi ngươi giơ tay bắt lấy. Bọn ta còn tưởng ngươi bị phát điên, chuẩn bị phá hủy hồn binh chứ. Thiên ma phi cười. Cây đèn này cũng nát quá rồi, lẽ nào lại là thần binh? Chung nhạc định thần, cất đèn đồng vào nguyên thần bí cảnh, nhớ lại những gì trải qua trong bóng tối ban nãy, vẫn còn chút lạnh gáy. Cũng may là ảo giác. Ngọn lửa nhỏ bay ra khỏi ngọn đèn, đáp xuống thức hải của hắn. Tân hỏa, sao ngươi lại ở trên ngọn đèn, lại còn bay ra khỏi nguyên thần bí cảnh của ta. Trung nhạc hỏi. Ngọn lửa nhỏ lười nhát nói. Lúc nãy hồn phách trong nguyên thần của ngươi đột nhiên biến mất nên ta muốn tìm xem nó đi đâu. Trung nhạc người rung lên, vội tế nguyên đan, cảm ứng thọ nguyên của mình. Hắn lập tức thấy thọ nguyên của mình giảm hơn 700 năm, chỉ còn lại hơn 300 năm. Hồn phách của hắn đã sống ở đâu đó 700 năm rồi. Không phải ảo giác, là thật. Trung nhạc trùng mình. Phá hủy lục đạo luân hồi, giết vô số thần ma, tế toàn bộ sinh linh của cả ngân hà tinh hệ để thi triển lời nguyền huyết mạch, đồng thời phá giải phong ấn là có thể hồn phách rời khỏi cơ thể đi gặp hắn. Đó rốt cuộc là kẻ thuộc tầng thứ thế nào? Trung nhạc chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, rơi vào bóng tối vừa rồi khiến hắn gần như nổ tung, nếu tiếp tục thì có khi hắn đã phát điên rồi. Bóng tối vĩnh hằng, bị nuốt chửng liên tục không ngừng, rồi lại hồi sinh rồi lại bị ăn, có lẽ cho dù là thần ma thì cũng không kiên trì được bao lâu. Phong Hiếu Trung sư huynh có lẽ cũng trải qua cảnh tượng đó, hắn có thể nhẫn nhịn không tự vẫn thì đã là ý chí kinh người rồi. Trung Nhạc lẩm bẩm: Ta nhờ có tân hỏa và đèn đống mới thoát, hắn làm thế nào thoát được? Trung Nhạc suy nghĩ mãi không ra, nhưng tư chất của Phong Hiếu Trung rất cao, có lẽ đã dùng thủ đoạn người khác không biết để thoát ra. Dù kẻ kia là ai thì sau này cũng nhất định phải lôi hắn ra ngoài ánh sáng, cho dù có chết rồi cũng phải đào mộ hắn lên. Trung Nhạc vẫn còn thấy choáng ván trong đầu cứ xuất hiện cảnh hắn bị ma quái bóng tối nuốt chửng cơn đầu buốt tận óc vẫn tồn tại trong trí nhớ hồn phách hắn sắc mặt hắn tái nhợt cố gắng không nghĩ nữa mà cẩn thận kiểm tra nhục thân nguyên thần bí cảnh thứ sáu của nguyên thần huyết mạch bí cảnh là cây cầu nối liên kết giữa nguyên thần và nhục thân bí cảnh mở ra thành công khiến pháp lực của hắn tăng mạnh lên hai phần pháp lực tăng trưởng là việc nhỏ những thay đổi khác mới là việc lớn quan trọng nhất là lục đạo luân hồi từ đạo nhất bí cảnh tới âm dương thần tài vạn tượng ngũ hành rồi tới huyết mạch lục luân đã đủ tự tạo thành hệ thống luân hồi thực lực tổng hợp của hắn sức mạnh có thể bạo phát không chỉ đơn giản là hai phần nhục thân của hắn dẻo dai mạnh mẽ hơn trước nguyên thần và nhục thân khí huyết tương thông cũng trở nên cừng đại hơn hắn cảm thấy huyết mạch phục hy thần tộc trong cơ thể nồng đậm hơn trước nhiều lần có tới một phần năm huyết mạch đã thức tỉnh phục hy thần huyết thức tỉnh bắt đầu cải tạo tim hắn quả tim chung nhạc bắt đầu xuất hiện màu kim cường đại hơn nhiều lần trước kia. Phục hy thần tâm Trong khoang tim của phục hy thần tâm xuất hiện các loại đồ đằng văn. Đây là đồ đằng văn thiên sinh của phục hy thần tộc, có hình đầu người thân rắn, di chuyển trong khoang tim. Tim cung cấp máu, máu cũng như rất nhiều phục hy di chuyển trong huyết quản, mang tới cho toàn thân chung nhạc năng lượng không gì sánh bằng. Thậm chí tác dụng tôi luyện nhục thân cũng tốt hơn trước kia, cộng thêm với nhật nguyệt bảo chiếu, rất có lợi cho việc tăng cường nhục thân cho hắn. Khí huyết của chung nhạc vẫn đang tiếp tục tăng lên, khí huyết được quả tim đẩy mạnh, giống như biển lớn quét qua nhục thân và nguyên thần, quét qua hồn phách, nhật linh, nguyệt linh trong nguyên thần, khiến nguyên thần và nhục thân không ngừng được tăng cường. Hơn nữa, Trung Nhạc còn thấy thọ nguyên mà linh hồn của hắn mất đi cũng đang tăng dần trở lại, rất kỳ lạ, chắc là dùng khí huyết bổ sung thọ nguyên. Ngoài thần tâm ra hắn còn thấy xương bên phải của mình thay đổi. Có xu hướng biến thành màu kim, chỉ là chậm hơn so với quả tim nhiều. Có lẽ huyết mạch thức tỉnh của hắn còn ít, không thể hoàn toàn biến thành phục hy thần cốt được. Một lúc lâu sau, quả tim của Trung Nhạc biến thành màu kim, đập mạnh mẽ khiến khí huyết thêm dồi dào, còn xương cốt chỉ là màu kim nhạt, và cũng chỉ có xương ở ngón tay cái bên phải có màu kim. Số huyết mạch thức tỉnh còn chưa được một phần năm, có nghĩa là ta vẫn chưa hoàn toàn phá giải được phong ấn huyết mạch. Trung Nhạc cho mày, nếu phá giải được hoàn toàn phong ấn huyết mạch thì toàn bộ phục hy thần huyết trong cơ thể hắn sẽ thức tỉnh, biến thành phục hy. Nhưng giờ mới phá được một phần, có nghĩa là vẫn còn phong ấn huyết mạch. Nhưng giờ hắn hoàn toàn không cảm nhận được phong ấn huyết mạch ở đâu, có lẽ do phong ấn ẩn mình quá sâu, rất khó phát hiện. Một phần phục hy thần huyết, cộng với thần nhãn, thần tâm, bán thần cốt, đủ rồi. Trung nhạc đứng dậy, sát khí đằng đằng. Đủ để đánh chết ma thánh. Con thuyền đã bị phá hủy, thánh nữ phi gỡ tấm mạng che mặt xuống. Tấm mạng che này vốn là một chiếc khăn tay, nàng ta khẽ ném lên. Khăn tay càng ngày càng to ra, bán kính lên tới 48 trượng, trên khăn theo hoa theo gấm. Khi chiếc khăn tay mở rộng, hoa lá cũng nhảy ra ngoài nở rực rỡ. Trung nhạc và mọi người bước lên chiếc khăn tay, xung quanh là toàn mỹ nữ hoa lá rực rỡ khiến hắn có cảm giác như rơi vào giấc mộng. Lúc này hắn vẫn là hình thái ma la, thân hình cao tới trượng sáu, giống như con gấu đen lực lưỡng, nữ tử bên cạnh trắng nõn xinh đẹp, giống như đại ma vương cùng các kiều nữ đi du ngoạn vậy. Trung nhạc vung tay, hô lớn. Xuất phát! chiếc khăn tay phá không lao đi, thánh nữ phi nghiêm túc nói. Sư huynh, ngươi hủy thuyền của thiên nhi, không thể nào lại phá cái này của ta nữa đâu đấy. Tới hoang thành ta còn phải che mặt. Mấy nữ tử lấy ra Mỹ tử bày tiệc đàn hát cho Trung Đại Ma Vương nghe. Đã gần tới hạn 10 ngày, hoang thành ở trước mặt, Trung Nhạc đứng dậy, định xuống khỏi chiếc khăn tay để khỏi mất khí khái nam tử. Thiên Ma Phi vội ngăn hắn lại, cười. Ngươi đừng có động đậy, khí khái nam tử cũng có thể dùng hoa đẹp để điểm tô, mấy người bọn ta sẽ khiến ngươi đầy uy phong. Nàng dựa vào lòng hắn hơi lệch về bên trái, cười. Thánh nữ phi, ta nhường bên phải cho ngươi. Các tường, ngươi dựa vào đùi lão gia. Thánh nữ phi đỏ mặt, nhưng vẫn dựa vào lòng chung nhạc theo lời thiên ma phi. Các tường phi khẽ cười, dựa vào đùi chung nhạc. Đùi bên kia thì có một vị quý nữ khác nằm lên. Các quý nữ khác người thì rót rượu dân chén lên bên miệng chung đại ma vương. Lại có quý nữ lột nho đưa tới miệng hắn, các quý nữ phía trước thì ca múa, còn có quý nữ tấu tỳ bà. Trung nhạc mặt hơi đỏ, rồi phục hồi bình thường, đại mã kim đao, hai bên đều có mỹ nhân, chiếc khăn tay như đám mây hoa từ từ vào hoang thành. Trong hoang thành lúc này đã tập trung đông đảo cường giả, những luồng khí tức cường giả chấn động bầu trời, trên các đám ma vân là thần ma múa loạn, rồng bay phượng múa, là dị tượng của cường giả. Tòa thành này phùng hoa hơn trước rất, rất nhiều, thậm chí còn có khí tức của cự phách thỉnh thoảng lại tỏa ra khiến người khác sợ hãi. Hôm nay là ngày ma la công tử và ma thánh quyết chiến, là đại sự chấn kinh ma tộc bác hoang ma thánh đương nhiên không cần nói là thánh chung của bác bộ thánh tộc ma la công tử cũng không tầm thường đại chiến với ma thánh trong tam trùng tế phá giải tam trùng tế của ma thánh khiến hắn chịu thiệt hại lớn cả hai đều là tuần kiệt trẻ tuổi giỏi giang còn có tin đồn rằng ma la công tử này là ngoại tộc không phải ma tộc chỗ dựa sau lưng hắn ba tuần cũng là hư cấu chứ không phải hắn Ma La công tử trêu đùa với trên dưới ma tộc và ma thánh trong lòng bàn tay lừa tình cảm của thiếu nữ ma tộc, lừa mất trấn tộc huyền công của Atula thánh tộc, thậm chí câu kết với kẻ điên phong hiếu trung của nhân tộc, sát hại cường giả bác bộ thánh tộc, tội không thể tha. Ma thánh cũng là đại tội nhân của ma tộc, lúc này hai tội nhân đại chiến, dù là ai thắng ai bại thì chắc chắn cũng không thể sống mà rời khỏi hoang thành. Ma La công tử tới rồi. Đột nhiên có cường giả kinh hô. Tên này thật quai phong. Trung nhạc tới lập tức thu hút mọi ánh nhìn, gần như tất cả ma tộc đều tập trung vào hắn. Lên núi đao xuống biển lửa, mặt không đổi sắc, trái phải đều có mỹ nữ ôm ấp. Hảo Nam Tử Tên này kiểu đại ma vương, nếu thật sự là ma tộc chúng ta, thì chỉ e lại sắp có một thánh tộc cuộc khởi rồi. Trung đại ma vương oai phong lẫm liệt, bay vào trong thành, đáp xuống hoang đài cao nhất trong hoang thành, cười ha hả nói. Ma la ta đây, ma thánh ngươi ở đâu? Tiếng của hắn vang như sấm rền cuồn cuộn trong hư không, từ phía đông thành tới tận phía tây thành khiến tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng. Trong hoang thành, có không ít luyện khí sĩ tu vi thấp một chút bị âm thanh chấn động mà ngất đi, có tới mấy nghìn người gục ngã. Tiếng nói ra oai trước. Có luyện khí sĩ ma tộc phẫn nộ. Tên ma la công tử này quá bá đạo. Lát nữa bị ma thánh đánh chết chắc chắn vẻ mặt sẽ rất khó coi. Hoang đài là một tòa lôi đài trong hoang thành, chiếm diện tích rất lớn, vốn chính là nơi cho luyện khí sĩ quyết đấu. Nhưng hoang đài đối với luyện khí sĩ như Trung Nhạc thì quá nhỏ, vì thế chiến trường của hắn với Ma Thánh không phải ở đây. Trên hoang đài đã có tới mấy trăm cường giả, chỉ riêng cự phách cũng bảy tám vị. Cường giả pháp thiên cảnh cũng dăm chục người, khí phái rất lớn. Nhưng thấy Trung Nhạc tới những cường giả này sắc mặt đều lạnh đi, sát khí đằng đằng. Trung Nhạc mỉm cười, không để tâm, coi sát khí của những cự đầu, cự phách này như không khí. Hỗn xược Đột nhiên một vị cường giả pháp thiên cảnh hừ lạnh. Ma la bất luận ngươi có phải ma tộc hay không, hôm nay gặp các vị tiền bối ở đây ngươi con không mong cút lại đây thi lễ. Trung nhạc khẽ nhướng mày. Tiền bối. Ta và ma thánh xưng huynh gọi đệ, ma thánh là thánh của bác bộ thánh tộc các ngươi, so với người khác ngươi xếp thứ mấy. Vị cự đầu pháp thiên cảnh đó đại nộ, cự đầu của diêm la thánh tộc ở bên cạnh cho mày, áp chế nộ hỏa, trầm giọng nói. Ma la, chỉ việc ngươi cùng phong hiếu trung ám toán bác thánh tộc bọn ta, ta có thể giết ngay ngươi rồi. Trong hoang thành ma tộc ta, tốt nhất ngươi nên an phận một chút, ngoan ngoãn cút lại đây hành lễ, đừng ép ta phải động thủ. Trung nhạc liếc nhìn hắn. Muốn giết ta đông người lắm, ngươi xếp thứ mấy? Ngươi. Vị cự đầu đó phẫn nộ, đột nhiên một cự đầu pháp thiên cảnh đứng dậy, cười. Được rồi được rồi, không cần phải nói nhiều với hắn, dù sao hắn cũng là kẻ chắc chắn sẽ chết, việc gì phải so đo với hắn. Ngươi thì là thứ mấy? Trung nhạc liếc nhìn, hỏi. Vị cự đầu pháp thiên cảnh đó mặt đỏ phừng phừng, tung một chưởng, Trung nhạc lực tay đón, rẹt rẹt mấy tiếng, hoang đài bị chưởng lực của hai người tách đôi cách nhau tới hơn chục trượng. Vị cự phách kia mặt càng thêm đỏ, thân thể hơi dao động, ngẩng lên nhìn trung nhạc thấy trung nhạc vẫn đại mã kim đao ngồi đó, không hề động đậy, trong lòng không khỏi kinh hãi. Một vị cự phách bên cạnh khẽ hắng giọng, pháp lực tung ra, hai nửa hoang đài quỳnh quỳnh liền lại. Ha ha ha, Ma La công tử, dù ngươi có phải ma tộc hay không thì cũng là một hán tử đáng để kết giao. Đột nhiên một tiếng cười lớn vọng lại tu la sải bước lên hoang dài tay cầm một hũ rượu cười ma la công tử ta tới tiễn ngươi chung nhạc đứng dậy cười tu la công tử khách khí rồi giờ ta không có chỗ đứng ở ma tộc bát hoang ngươi tới tiễn ta lẽ nào không sợ đắc tội với các vị cường giả đây tu la không bận tâm nói đều là loại vô năng không nhận ra anh hùng ta có gì phải sợ nếu không được uống với ngươi khi ngươi còn sống mới là điều đáng tiếc tu la vừa dứt lời toàn bộ cường giả ma tộc sắc mặt đều trở nên khó coi tất cả đều vô cùng bất mãn với hắn tiểu tử thối không có trứng mà dám tự xưng anh hùng trước mặt bọn ta một vị trưởng lão tu la tộc tức quá bật cười chỉ hận không thể bắt hắn xử anh hùng đều là người sống lâu hơn những kẻ chết sớm có ai là anh hùng tu la quay lại nhìn hắn nghiêm túc nói sống được đủ lâu còn có đồ khốn kiếp vị trưởng lão tu la tộc đại nộ định xông tới nhưng chung nhạc ho hắn khẽ nói Tu La tộc dám đánh cả lão tổ tông nhà mình sao? Lão tổ tông? Vị trưởng lão Tu La tộc kia khựng lại, xung quanh hoang đài ồn ào, không biết bao nhiêu cường giả ma tộc, thậm chí cả cự phách cũng nhìn Tu La đầy khó tin. Tu La bất lực nói: "Ngươi hà tất phải tung tin ta chuyển thế ra vậy?" Chung Nhạc nhàn nhã nói: "Ma thánh hồi sinh, ngươi vì Tu La tộc cũng không thể không hồi sinh. Sau khi hồi sinh còn bị tử tôn của mình trách mắng. Tu La công tử, ta thay ngươi không đáng." Các vị tu la chính là lão tổ tông của tu la thánh tộc từng đại chiến với ma thánh ở thiên ma bí cảnh toàn thân rút lui ta trước nay đều rất khâm phục linh của lão tổ tông ta còn ở thánh địa không thể nào chuyển thế vị trưởng lão tu la tộc kia gân cổ nói tuy nói vậy nhưng hắn cũng không dám tới gây hấn với tu la trong lòng không khỏi kêu khổ ma thánh chuyển thế để đối phó ma thánh chưa biết chừng linh của lão tổ nhà ta cũng chuyển thế thật nếu hắn thật là linh của lão tổ tông chuyển thế thì toi rồi trong tộc có không ít kẻ đánh mắng tên tiểu tử này, cho rằng hắn ngang ngược hỗn hào với trưởng bối. Trung Nhạc và Tu La không bận tâm tới hắn nữa, hai người tiếp tục uống rượu. Trung Nhạc đột nhiên cười. Hai ta uống rượu trước trận ác chiến thế này vẫn có chút cô đơn. Ma tộc bác hoang, lẽ nào chỉ có hai ta là anh hùng? Còn vị nào dám lên đây cùng đối ẩm với bọn ta? Hoang đài tĩnh lặng, uống rượu với Tu La và Trung Nhạc. Rất nhiều cường giả cũng rất muốn nhưng không dám nếu tu la thật là lão tổ tông của tu la thánh tộc thì có lẽ ở đây không ai có tư cách uống cùng hắn còn ma la công tử ác danh vang xa uống cùng hắn sẽ thành đồng đảng có lẽ sẽ chẳng có kết quả gì tốt đẹp ai dám chứ tu la thất vọng ma tộc bác hoang ta thật sự không có hào kiệt sao ta nguyện uống cùng hai vị một giọng nói trong trẻo vang lên một thiếu nữ mặc áo hồng bước lên hoang đài tới trước mặt chung nhạc và tu la thi lễ nói các tường thiên nữ xin chào hai vị đạo hữu chung nhạc nghiêm nghị, tu la sắc mặt hơi thay đổi, hai người vội đứng dậy, mời các tường thiên nữ ngồi. trên hoang đài, các tiền bối các tường thánh tộc mặt đều biến sắc, bụng lầm rầm. các tường thiên nữ, đây là tôn hiệu của lão tổ tông các tường thánh tộc ta, thiếu nữ này không phải là lão tổ tông các tường thánh tộc hồi sinh đấy chứ? các tường thiên nữ còn chưa ngồi thì lại có tiếng cười vọng tới. tu la, các tường, lẽ nào ta lại để các ngươi vui vẻ riêng với nhau? nếu ta không ra ngoại tộc còn tưởng ma tộc ta không có hào kiệt. Một đại hán da đỏ, râu đỏ, tóc đỏ như lửa bước lên hoang đài, vẻ ngoài như ác quỷ nhưng rất hào sản, cuối người, giọng như sấm rền cười. Diêm ma xin chào chư vị đạo hữu. Đột nhiên lại một giọng nói dịu dàng vọng tới. Diêm ma sư huynh, còn nhớ Diêm la không? Rồi một vị luyện khí sĩ trẻ tuổi của ma tộc lên hoang đài. Người này da xanh, râu tóc cũng màu xanh, cũng nhìn như ác quỷ, âm khí dày đặc, không khí như bị đông cứng lại hắn bước lên hoang đài cười. Diêm ma, Diêm la, hai vạn năm trước là một nha, Diêm ma sư huynh còn nhớ huynh đệ không? Trận chiến ma la ma thanh cho dù ta không thể tham chiến thì cũng phải tới quan chiến mới được. Lại một nữ tử khác lên đài, cười. Hôm nay cũng là ngày cố hữu trùng phùng. La sát nữ xin chào chư vị đạo hữu, xin chào ma la công tử. Thêm mọc nam tử đầu đỏ rực tiến tới, nói. Các ngươi đều ra rồi, nếu ta còn trốn tránh thì không phải sẽ là trò cười cho thiên hạ hay sao? Atula xin chào ma la công tử, công tử đừng coi thường ma tộc bác hoang ta. Hôm nay sự kiện trọng đại, chứng kiến song hùng tranh đấu, dạ xoa ta lẽ nào lại không xuất hiện. Lại một thiếu niên bước tới, giống như quỷ dữ, cười. Mong là các ngươi còn để cho ta một chén rượu. Rồi một nữ tử đầu voi đi ra. Thiên tượng huyền nữ xin chào chư vị, xin chào ma la công tử. Chung nhạc đáp lễ từng người, mời mọi người ngồi xuống. Sắc mặt tu la sáng tối bất định, đột nhiên cười ha hả thật hiếm có cố hữu được trùng phùng, không so đo ân oán trước kia của chúng ta nữa, hôm khác sẽ tính nợ rõ ràng. Hôm nay là trận chiến giữa Ma La Công Tử và Ma Thánh, chúng ta đừng từ khách mà giành vị trí chủ, chúng ta hãy kính công tử một chén. Tám vị nam nữ trẻ tuổi cùng nâng chén, các kiểu tiếng cười hội tụ, cùng nói. Kính công tử một chén. Chung nhạc nâng chén, một hơi uống cạn. Tám vị nam nữ trẻ tuổi kia cũng uống cạn, tất cả dốc ngược chén cười lớn. Chính người bọn họ cười sảng khoái, còn các cự đầu cự phách của bác bộ thánh tộc trên hoang đài thì sắc mặt đều biến đổi chân cũng run rẩy một vị cự phách lẩm bẩm tám vị thiếu niên thiếu nữ này khí phách hùng hồn chỉ còn thiếu điều viết lên mặt ta rất ngang tàn nữa thôi họ không phải là lão tổ tông của bác bộ thánh tộc đấy chứ lẽ nào lão tổ tông của cả tám thánh tộc đều hồi sinh không thể không thể nào nếu họ đều hồi sinh sao chẳng cho chúng ta biết chút thông tin gì nếu tám vị lão tổ tông chuyển thế thật lúc này lại còn nói chuyện vui vẻ với ma la công tử vậy sau trận chiến với ma thánh, có giết hắn không? Tu la nâng chén, cao giọng nói. Hôm nay chúng ta uống rượu vui vẻ, hôm khác vũ khí gặp nhau. Ma la công tử, nếu ngươi giữ được mạng trước ma thánh, thoát được sự truy sát của bác bộ thánh tộc, chưa biết chừng sau này chúng ta sẽ gặp lại. Lúc đó chúng ta không phải bạn mà là thù. Hy vọng tới lúc đó công tử sẽ không vì hôm nay mà thủ hạ lưu tình. Trung nhạc nghiêm nghị nói. Tu la công tử nói phải, hôm khác sẽ binh khí gặp nhau, ta chắc chắn sẽ không nể tình, sẽ cố hết sức tiễn các vị đạo hữu lên đường. Mọi người vỗ tay. Được, được. Trên hoang đài, tất cả cường giả của tám thánh tộc đều thở vào. Mấy vị cự phách nhìn nhau, ai cũng yên tâm, nghĩ bụng. Tám vị thiếu niên thiếu nữ dường như là lão tổ kia nói vậy cho thấy thái độ rõ ràng của họ. Tuy khâm phục hào khí của ma la công tử nhưng cũng biết nặng nhẹ, ân oán phân minh, sẽ không ngăn cản chúng ta tên ngoại tộc ma la kia. Ma thánh tới rồi. Đột nhiên có người hét lớn. Trung Nhạc và mấy người tu la đặt chén rượu xuống, nhìn theo hướng đó. Trên không trung xuất hiện vô vàng giải cầu vòng, ma khí cuồn cuộn, giống như giải lụa của thiên nữ tạo thành đường đi. Từng trận thú gầm vọng tới, tám con dị thú kéo một cổ xe chạy con đường trải từ ma khí đang chạy tới. Tám con dị thú cùng một loài, đầu chim, thân ngựa, đuôi báo, móng rồng. Ba cái đầu chim xếp thành hàng, thần tuấn dị thường. Cổ xe dừng lại, ma thánh gạt rèm xe lên, cùng ma hậu bước ra ma thánh không uy phong như ngươi. Thiên ma phi khẽ cười bên tai chung nhạc. Chung nhạc mỉm cười, không đứng dậy, mấy người tu la cũng không đứng dậy, chỉ lạnh lùng nhìn. Đột nhiên một vị cự đầu lạnh lẽo nói. Ma thánh, ngươi lại thật sự dám tới hoang thành. Ngươi tạo tam trùng tế dụ tám vị cự phách của bác bộ thánh tộc ta bị mai phục, hại chết không biết bao nhiêu đệ tử ma tộc. Hôm nay hoang thành sẽ là nơi chôn xác ngươi. Một vị cự phách của diêm ma thánh tộc đứng dậy, khí thế bùng nổ, quy lực trấn áp toàn thành, lạnh băng nói. Ma thánh, mấy chục vạn tính mạng hắc tuyền quan đều bị ngươi huyết tế. Cho dù ngươi là thánh của bác bộ thánh tộc thì cũng phải chết. Lại một vị cự phách khác đứng lên. Ngươi sát hại trung lương, còn giết long tộc ngũ lão, tế mất năm món hồn binh của long tộc, khiến long tộc gây hấn với ma tộc ta. Bác bộ thánh tộc phải chịu áp lực rất lớn. Hôm nay, dù thế nào ngươi cũng sẽ không thoát được cái chết. Trên hoang đài, các vị cường giả đều liên tục kể tội trạng ma thánh hắn thì sắc mặt thản nhiên, bước lên hoang đài, bình tĩnh nhìn các vị cường giả, khóe miệng nhếch lên châm chọc. Các ngươi là cái thá gì? Nếu không phải ma la phá hoại đại kế của ta thì giờ các ngươi sẽ không thế này mà quỳ dưới chân ta mà nịnh nọt rồi. Vẻ châm chọc càng rõ trên mặt hắn, đột nhiên lạnh băng. Cho dù ta đã suy yếu nhưng những kẻ được gọi là cử phách các ngươi vẫn không dám ra tay với ta mà phải mượn tay một kẻ ngoại tộc thăm dò bản lĩnh của ta. Đường đường là ma tộc, chủng tộc huy hoàng đối kháng với thần tộc bao lâu nay, khí vận lại rơi vào tay những kẻ ngu xuẩn, vô năng như các ngươi, ta thật xấu hổ hay cho liệt tổ liệt tông. Các vị cự phách cự đầu ma tộc mặt mày tím tái, tức giận đến mức tay run rẩy, nhưng lại không dám xông lên. Chung nhạc nghiêng đầu sang cười với thiên ma phi. Đây mới là oai phong, trò của ngươi với ma thánh mà nói chỉ là trò trẻ con thôi. Nếu ma tộc rơi vào tay ta, không quá trăm năm chắc chắn phát triển hưng vượng, nhất thống thiên hạ, nô dịch các chủng tộc khác. Nhưng ông trời lại trêu chọc ta, sinh ra một tên ma la phá hỏng đại kế của ta ma thánh phì cười bước về phía chung nhạc ma la công tử ta coi thường chúng nhưng rất coi trọng ngươi vì thế hôm nay chúng ta sẽ quyết chiến công bằng một trận không luận thắng bại chỉ luận sinh tử ma hậu nương nương sắc mặt căng thẳng nắm chặt tay hắn rất lo lắng cho hắn ma la công tử những kẻ kia coi thường ngươi cho rằng lật tay là lấy được mạng ngươi nhưng ta biết nếu ngươi tiếp tục trưởng thành thì sẽ thành đại địch sinh tử của ma tộc ta Ma thánh thò bàn tay ra, khí tức lan tỏa, khí thế bùng phát, hiển nhiên là hắn có quyết tâm tử chiến, cười lớn. Ta sinh ra là ma tộc, có giả tâm vô cùng, muốn thôn tính các tộc, nhất thống bát hoang hoàn thành đại nghiệp kiếp trước còn gian dở. Đại kế của ta đã bị ngươi phá hỏng, không làm chúa tể thống trị trời đất được thì hôm nay ta sẽ giết ngươi thay cho ma tộc, tạo chút tương lai cho ma tộc. Các vị cự đầu cự phách mặt biến sắc, phẫn nộ quát lên. Hỗn xược. Ma tộc ta vệt di phải nhờ vào tên phản đồ như ngươi tạo tương lai đừng có rác vàng vào mặt nữa. Ngươi không hủy diệt được các tộc thì đã bị tiêu diệt rồi. Vận khí ma tộc ta không cần nhờ tới ngươi. Ma thánh coi như không nghe thấy, giơ tay lên, chăm chăm nhìn vào hai mắt chung nhạc, khẽ nói. Ma la công tử, mời. Tạo tương lai cho ma tộc. Chung nhạc đứng dậy. Đây là tráng ngôn của nghĩa sĩ, đáng để tôn kính. Ma thánh, mời. Gió lớn thổi ào ào, phía trên bầu trời hoang thành vẫn là vần mặt trời đó, nhưng đại lục ma tộc lúc này tràn ngập ma khí nhìn từ phía dưới mặt trời cũng không phải màu kim nữa mà như vần ma nhật đỏ nhàn nhạt xung quanh hoang thành sa mạc mênh mông cùng phong làm những đụng cát di chuyển nhát mắt địa hình đã có thể thay đổi những chiếc vòi rồng đen kịch quét qua hoang mạc cuốn lên những bộ xương chôn dưới cát có những bộ xương rất lớn bị thứ kỳ quái nào đó trong ma khí ở sa mạc điều khiển nhảy múa trong vòi rồng như vật sống vô cùng quỷ dị nhưng vòi rồng vừa qua là ma khí trong những bộ xương này biến mất rơi xuống đất đến khi vòi rồng sau cúng lên chúng lại nhảy múa đây là cảnh tượng kỳ lạ của hoang mạc ma tộc những nơi khác không thể thấy được kỳ quan này ma nhật chiếu rọi đại mạc hoang thành tĩnh lặng chỉ có khí tức của cường giả lay động phía trên bầu trời tòa thành ma vân cuồn cuộn đột nhiên hai viên nguyên đang từ trong hoang thành bay lên chiếu sáng vạn trượng quét sạch ma vân ma khí toàn thành nháy mắt đã chói lòa ánh nắng hai viên nguyên đang này to tương đương nhau nhưng mỗi viên đều có điểm khác biệt một viên bên trong có hư ảnh của chính vị ma thần đứng trên tế đàn chính giữ cúng bái một cái đầu khổng lồ của ma thần đầu ma thần còn sáng hơn cả mặt trời viên nguyên đang còn lại thì bên trong có hư ảnh của phục hy đầu người thân trắng bên cạnh là nhật nguyệt dập diều luân hồi bất định hai viên nguyên đang bay lên càng ngày càng cao càng ngày càng sáng chói che lấp cả ánh sáng của ma nhật chiếu rọi toàn bộ hoang thành không một ai có thể thấy được bóng trong hai viên nguyên đang đột nhiên thần thông bạo phát công kích lẫn nhau nháy mắt đã có vô số kiếm khí bắn ra. Kiếm khí bắn ra từ nguyên đang phục hy, giống như kim loại phát ra tiếng len ken kiếm khí hóa giao long, vạn long xuất hiện phía trên hoang thành bay lượn ngập trời, nhằm vào nguyên đang thiên thánh ma thần chém tới. Trong nguyên thần thiên thánh ma thần vọng ra tiếng tế tự, rồi tiếng trống tùng tùng vang lên, dường như, như trong nguyên đang có ma thần giống trống, tiếng trống chấn động trời đất, đánh vỡ tan những con giao long đang lao tới. Hai viên nguyên đang bay lượn trên không trung, những tiếng ken ken va đập vang lên tới mấy trăm lần, tiếng trống ngày một vang vọng, uy lực ngày một mạnh hơn, tiêu diệt vô số giao long. Đột nhiên Phục Hy trong nguyên đang mở mắt, hai vần nhật nguyệt bên cạnh rơi vào hai mắt, bắn ra hai đạo thần quang, biến thành âm dương nhị khí, phá trùng trùng sóng âm, chém xuống nguyên đan thiên thánh ma thần. Từ trong nguyên đan của thiên thánh ma thần bay ra một chiếc trống lớn. Mặt trống có bốn ma thần cỡ nhỏ cao khoảng ba tấc đang gõ trống. Tiếng trống chiến đấu với âm dương nhị khí. Trong nguyên đan của thiên thánh ma thần lại có hai ma thần cỡ nhỏ bay ra trong đó một ma thần tay cầm một phiến lá liễu giống lưỡi kiếm, dài khoảng bốn tấc, cố gắng đâm tới. Một ma thần khác khi đứng trên mặt lá, hai tay thiên biến vạn hóa, truyền thần thông vào phiến lá đâm về phía nguyên đang phục hy. Trong nguyên đang phục hy, phục hy hất đuôi, đuôi rắn cuốn thanh kiếm giống như lông vũ đâm ra. Hai thanh quái kiếm va chạm, trên hoang đài ở hoang thành, các vị cự phách, cự đầu sắc mặt kịch biến. Lão ẩu đến từ các cường tộc vội vàng xé rách tay áo ném ra. Ống tay áo bay lên, đột nhiên mở rộng, biến thành vân khí mù mịt trắng trăm dặm hoang thành. Ống tay áo vừa tan đi, liền nghe tiếng phục phục phá không và tiếng rẹt rẹt liên tục vang lên. Kim kiếm giống lông vũ và vĩ thúy kiếm giống lá liễu va vào nhau, vô số đạo kiếm khí vô hình bạo phát, kiếm khí dài tới vài chục dặm hoành tảo bốn phương tám hướng. Đám mây mịt mù từ trong ống tay áo kia bị các đạo kiếm khí chém tơi tả. Kiếm khí bị mây chặn lại, không chém xuống hoang thành, nhưng hoang mạc bên ngoài thì bị kiếm khí vô hình chém thành những đường nứt vỡ tới mấy chục dặm, vô cùng khủng khiếp trên hoang đài hai vị thiếu niên đứng đối diện nhau không hề động đậy trung nhạc và ma thánh đấu mắt khí thế của cả hai đều càng ngày càng mạnh giống như hai tấm màn sắc huỳnh huỳnh đỏ nhau trên không khí thế hai bên liên tục bành trướng người khác cảm giác như khí thế của họ biến thành hai đại cao thủ quyết đấu chỉ cần chiếm được một chút ưu thế về khí thế là có thể thừa thế ra tay mở rộng ưu thế kích sát đối phương với thế như trẻ tre tuy ở đây có nhiều cường giả nhưng không nhiều người nhận ra điều này cũng chỉ có cự phách và tám người tu la mới nhận ra sự nguy hiểm trong đó, sắc mặt ngưng trọng. Các cường giả ma tộc khác, bao gồm cả cự đầu pháp thiên cảnh, cũng chỉ thấy được sự đối đầu giữa nguyên đan của hai bên. Trung nhạc và ma thánh chưa động, nguyên đan động trước. Nguyên đan ra tay thay họ, trên bầu trời hoang thành triển khai một trận đối quyết bất ngờ. Hai viên nguyên đan quyết chiến càng ngày càng ác liệt, tung các loại thần thông, ngay cả cường giả ma tộc cách một tầng mây nhìn cũng rất rõ ràng, hoa mày chóng mặt. Hai tên này đều rất giỏi vị lão ẩu của các cường tộc xé tay áo vừa rồi lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ nguyên đang quyết đấu mà uy năng đã đủ để giết tất cả cường giả đang nguyên cảnh rồi. Quả nhiên là kỳ tài. Thánh tộc trưởng, ngài thấy hai người này thắng bại sẽ ra sao? Một trung niên Mỹ phụ không biết tời từ khi nào, ngồi phía dưới, nghe vậy thì cười. Mà là công tử thua kém một chút, có lẽ là vì nguyên đan và công pháp của hắn không hợp, nên chưa thể thần đang hợp nhất. Có lẽ nguyên đan của hắn tu luyện hơi sớm, chưa hoàn toàn kết hợp được với công pháp hiện tại.